Chương 651: Tuyên chiến và khai chiến. Tốt, cứ như vậy, chiến tranh lần này trực tiếp do Tư lệnh Hải quân Hoàng Ức Niên chỉ huy. Để đối phó với Indo không cần phải đi theo bọn họ. Hạm đội của chúng ta là do Tư lệnh Hoàng Ức Niên đứng đầu lập tức xuất phát đi tới đảo Bali. Ở quanh hòn đảo Bali chờ đợi thông cáo tuyên chiến của Lạc Nguyệt, một khi Lạc Nguyệt tuyên chiến lập tức, những cái thiết bị quân sự nhằm vào đảo Bali liền bắt đầu công kích. Xe mặc rất không thích quốc gia quần đảo Indo này. Hương Nguyệt Hòa đương nhiên là không giống xe mặc, cô lập tức bổ sung nói: Tôi đồng ý với quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng đảo Bali là một cái địa danh du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Ở đó, người khắp nơi các nước đến du lịch. Khi mà chúng ta chiếm lĩnh đảo Bali cũng không thể nổ súng tùy tiện. Một khi trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, Lạc Nguyệt chúng ta mạnh cỡ nào cũng bị bao vây về công kích. Cho nên tôi là muốn nghe ý kiến Tư lệnh Hoàng. Hoa Ức Niên mỉm cười nói tiếp: Tiến công đảo Bali là phương hướng mà tôi sớm nghĩ ra. Một là nó có thể cho thấy khí phách của Lạc Nguyệt, hay là nó đã quích khổng lồ tới Indo. Đảo Bali vẫn là nơi các tổ chức khủng bố thích làm loạn. 10 năm gần đây có 3-4 vụ. Điều quan trọng nhất chính là công ty dược Lạc Nguyệt chúng ta có một chi nhánh này đã bị đánh sập, thậm chí 2 nhân viên chết ở đó. Nhìn ánh mắt mong chờ của Hương Nguyệt Hoa, Hoàng Ức Niên tiếp nói: Cho nên chúng ta đánh đảo Bali, dù là tâm điểm sự chú ý hay là gây ra hậu quả nghiêm trọng, chúng ta hoàn toàn có thể nói Indo và các phần tử khủng bố kết hợp với nhau ra tay đối với Lạc Nguyệt. Chính phủ Indo không hành động, thậm chí là có thù hận Lạc Nguyệt, dẫm đạp chủ quyền Lạc Nguyệt. Ở Lạc Nguyệt, chủ quyền tối thượng, người dẫm đạp lên chủ quyền nhất định phải trả giá. Đương nhiên là tôi không phải cái loại người không biết phải trái, tôi chỉ công kích quân đội Indo, còn về những người khác tôi không động thủ. Dề mặt gật đầu, lý do này tuy rằng gượng ép nhưng cũng không có lý do nào hợp lý hơn. Huống hồ Lạc Nguyệt đúng là bị tổn thất lớn tại Indo. Kỳ thật tôi cũng có một cái đề nghị. Úc Sơ Đồng ngắt lời. Mọi người nhìn về phía mình, Úc Sơ Đồng lại nói: Tôi tin rằng đảo Bali mặc dù rộng lớn, dưới sự tấn công của chúng ta cũng là không kiên trì được lâu. Tôi đề nghị Tư lệnh Hoàng trước tiên chiếm lấy sân bay và bến tàu. Một khi chiếm được sân bay và bến tàu, lập tức cho khách du lịch trở về. Còn về các phần, các cơ sở du lịch có thể hủy diệt được liền hủy diệt, cũng như cách họ làm với công ty Lạc Nguyệt chúng ta. Úc Dựa Đồng mặc dù chưa nói ra lý do, nhưng mà mọi người ngồi đây đều hiểu. Diệp Mặc cũng biết trường kỳ chiếm lãnh đạo Bali không phải việc thực tế. Cứ cho Lạc Nguyệt là có thực lực làm vậy thì Liên Hợp Quốc cũng không để cho Lạc Nguyệt làm vậy. Một khi Indo đáp ứng bồi thường thì quân đội Lạc Nguyệt phải rút. Lạc Nguyệt hiện nay là chưa có đủ thực lực của một cường quốc. Tuy rằng lực lượng phòng ngự của Lạc Nguyệt có thể làm cho người khác kinh ngạc, nhưng mọi người đều biết Lạc Nguyệt bây giờ mới là có bắt đầu. Quốc gia đứng đằng sau ủng hộ Indo và Philippines tuyệt đối là không ngồi nhìn Lạc Nguyệt chiếm đảo Bali. Ý của Úc Diệu Đồng chính là rút củi từ đáy nồi. Cho dù là cuối cùng quân Lạc Nguyệt phải rút ra khỏi đảo Bali, nhưng mà phá hủy hết cơ sở du lịch trên đảo, làm cho tất cả khách du lịch nước ngoài rời đi, đối với việc khôi phục kinh tế của Indo đúng là một cái sự công kích mạnh mẽ. Kỳ thực không nói đến chiếm lĩnh đảo Bali, cho dù là xâm lấn đảo Bali đối với Lạc Nguyệt cũng nói là sự mạo hiểm rất lớn. Nếu mà Diệp Mặc không phải là người luyện tù trần, có lẽ hắn cũng không làm vậy. Diệp Mặc biết rằng một khi đại bộ phận thế giới liên kết đối phó với Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt không có cách chống đỡ được. Nhưng mà Diệp Mặc cũng có sức mạnh của riêng hắn. Nếu thực sự làm hắn không có đường nào nữa, hắn thậm chí là sử dụng vũ khí hạt nhân, hơn nữa là đi ám sát tứ phương. Đối với một quốc gia có hạt nhân mà nói, không ai bức bách đến đường cùng, đây là một lý do khiến Diệp Mặc dám động thủ. Đương nhiên đây là hiện tại, một khi Lạc Nguyệt lớn mạnh tới mức nhất định, hắn căn bản không để ý đến điều này. Nếu muốn đối phó với Lạc Nguyệt vậy thì trực tiếp hủy diệt luôn, tu chân xem trọng là ân oán phần mình. Mặc dù thế giới này trên bề mặt rất nhiều quy tắc hạn chế, nhưng cuối cùng người có thể có thực lực đều có thể nói chuyện. Nếu bây giờ nước Mỹ muốn xâm lấn một nước nhỏ, có thể tìm ra cả trăm lý do, cho dù nó chỉ tìm được 99 lý do đi chăng nữa cũng có thể tạo ra một cái lý do thứ 100. Thực lực mới là quyền nói chuyện cuối cùng. Đám người Diệp Mặc đang lập một cái kế hoạch tác chiến. Lúc này Diệp Lăng và Đường Bắc Vi lại ở cùng một chỗ.
Sau khi cô nghe xong tất cả những gì Bắc Phi nói, còn đã sừng sốt mấy chục giây mới phản ứng lại. Thậm chí cô không dám tin nhìn Bắc Phi nói: Bắc Phi, ý của em là em mới là em ruột của anh trai hay sao? Chị không phải. Bắc Phi gật đầu, lát sau nói thêm: Kỳ thực em cũng không biết em là em ruột anh trai anh em hay không. Nhưng anh ấy không chịu đi kiểm tra máu. Anh ấy nói rằng anh ấy coi em và chị là em ruột. Đi tự máu hay không thì chúng ta đều là em gái anh ấy. Em không muốn mất đi anh ấy, cho nên là em cũng không có khăng khăng đi đòi kiểm tra nữa. Vậy cũng có nghĩa là chị cũng có thể là em ruột anh ấy. Diệu Lăng cảm thấy có chút sợ hãi. Thật ra em không để ý, cũng không biết ý anh trai là gì. Anh ấy không muốn mất đi hai người em gái như chúng ta. Đợi tới lúc anh trai hỏi, chị đừng nói anh ấy thất vọng. Anh ấy rất thích chúng ta bất luận kết quả thế nào. Thử máu trong tim anh trai, chúng ta luôn là em ruột của anh ấy. Bắc Vy nói xong nhìn Diệp Lăng. Cô không biết rằng Diệp Lăng có hiểu ý cô ấy không. Diệp Lăng thở dài, cô không trả lời Bắc Vy nhưng cô hiểu ý Bắc Vy. Ngày hôm sau khi Diệp Mặc trở lại Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt bỗng dừng tiền chiến Indo, đồng thời tuyên bố những ai giúp Indo đối phó với Lạc Nguyệt đều là kẻ thù của Lạc Nguyệt. Điều nằm ngoài dự đoán đó là Lạc Nguyệt chỉ tiền chiến với Indo, còn phía Philippines chỉ là đề xuất trong vòng một tuần bồi thường 50 tỷ lạc tệ, không hề tiền chiến với Philippines. Lần hành động này của Lạc Nguyệt lần nữa làm kinh động toàn cầu. Dù nói rằng nếu như Indo đồng ý yêu cầu của Lạc Nguyệt, nếu không tiến hành bồi thường thì công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cũng tiền chuyến. Thế nhưng đó chỉ là cái lời uy hiếp. Lạc Nguyệt chỉ là một cái chính quyền mới thành lập, mặc dù có thể ngăn cản thành công một lần xâm lược liên quân, nhưng không ai ngờ rằng Lạc Nguyệt thực có sự tấn công Indo. Suy cho cùng, mặc dù lần trước Lạc Nguyệt đánh bại liên quân xâm lược, nhưng lần đó liên quân mới có hơn 100.000 người. Có thể nói rằng liên quân lúc đó căn bản là liên quân xem thường Lạc Nguyệt không xuất toàn lực. Hơn nữa, Lạc Nguyệt dùng thiết bị mới nhất để làm nhiễu hệ thống tấn công, điều này khiến cho Lạc Nguyệt có được thắng lợi. Nhưng lần này thì khác, Indo mạnh như vậy, rõ ràng sau lưng có người ủng hộ, cho dù đã biết có người ủng hộ đằng sau lưng Indo, mà Lạc Nguyệt cứ tuyên chiến, điều này khiến cho người ta thấy rằng Lạc Nguyệt kiêu ngạo cỡ nào. Cho dù là công ty dược Lạc Nguyệt là công ty hàng đầu của Lạc Nguyệt, nhưng vì mấy cái chi nhánh của công ty chết vài người mà tuyên chiến với quốc gia dường như là trò đùa. Nói thẳng ra có hơi kiêu ngạo, cho dù một nước vẫn cho mình là cảnh sát Thái Bình Dương như nước Mỹ cũng không dám lớn lối tới vậy. Huống chi là Liên Hợp Quốc không ngừng kêu gọi hòa bình cùng đối thoại, một khi chính khách đều lắc đầu không có đầu óc hay sao? Tuyên chiến một cái quốc gia có thể khinh địch tới vậy sao, không chú ý tới hậu quả sao? Lạc Nguyệt quả nhiên vẫn còn cái chính quyền mới xây dựng, không những là không có tế bào chính trị, cũng không có giác ngộ chính trị, bọn họ thực rất hồ đồ. Mấy thanh niên ở trầm trồ khen ngợi Lạc Nguyệt cũng phải có khí phách như vậy, nếu mà sống quá áp bức thì chỉ bằng chết cho rồi. Lạc Nguyệt thật là tuyệt, làm rất tốt, thật đã. Diệp Mặc cười lạnh, hắn không để ý. Chẳng sợ liên quân lần trước có gấp 10 lần như vậy, thì hắn cũng có một cái lọ tinh nguyên đan. Hơn nữa, Lạc Nguyệt có hệ thống gây nhiễu, vậy thì cùng lắm là hai hổ cắn nhau, một con què một con bị thương. Hắn không phải chính khách nhưng không phải một cái người không có đầu óc. Hắn là một người tu chân, những cái mối quan hệ gắt gao như vậy hắn nghĩ từ lâu. Nhưng mà nói rằng Lạc Nguyệt tiên chiến Indo khiến cho mọi người thế giới sóng gió, vậy thì 10 phút sau khi tiên chiến, tin tức hạm đội Lạc Nguyệt bắt đầu tấn công đảo Bali truyền đi, lại là một cái thùng dầu nguyên liệu. Thùng dầu này làm cho cả thế giới phát nổ. Lúc này mọi người đều hiểu Lạc Nguyệt chẳng những tiền chiến còn là lập tức tấn công. Không cần nghĩ, Lạc Nguyệt sớm có ý định chiến tranh, mà không phải là mượn lời tuyên chiến uy hiếp Indo mà là trực tiếp động thủ. Indo luống cuống, đảo Bali luống cuống, toàn bộ Indo lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn. Tuy rằng bọn họ mua vũ khí đạn dược, tuy rằng là làm bộ dạng không tỏa hiệp một cách cứng rắn, nhưng những thứ này đều là làm ra dáng không phải thật, chỉ là một ít lấy lợi thế trong đàm phán. Nhưng mà cái bọn điền Lạc Nguyệt này không ngờ là tuyên chiến thật, hơn nữa là khai chiến cùng lúc với tuyên chiến. Đám người này đúng là một bọn điên. Indo chuẩn bị cho chiến tranh tất cả chỉ là làm bộ. Họ căn bản không tính đến đánh nhau cùng Lạc Nguyệt, cho nên bọn họ làm ra dáng lớn tiếng sấm sồn vang nhưng phòng ngự trong trạng thái bình thường. Bởi bọn họ không tin Lạc Nguyệt là tiên chiến vì một ít chuyện tới vậy. Hạm đội Lạc Nguyệt dường như không chút tốn sức phá hủy toàn bộ bến tàu quân sự đảo Bali, chỉ còn lại bến tàu dân dụng. Trong lúc Indo điên cuồng triệu tập quân hạm và quân đội tiến đến đảo Bali, thì đạn pháo của Lạc Nguyệt đánh chuẩn xác vào những cơ sở quân sự đảo Bali. Trong mắt Lạc Nguyệt, hệ thống phòng ngự của đảo Bali chỉ là mục tiêu trên giấy.
Những cái thiết bị phản công của đảo Bali dưới thiết bị làm nhiễu hùng mạnh, chứ có thể công kích bằng sự may mắn. Bụp. Turner đập văn kiện trong tay xuống mặt bàn. Lạc Nguyệt điên rồi, thực là điên rồi, không ngờ tuyên chiến hơn nữa là tấn công Indo đúng thời điểm tuyên chiến. Indo là do nước Mỹ ủng hộ, lần này ủng hộ là do đề nghị, y là tổng thống mới nhậm chức của Mỹ, rồi là tổng thống tiềm nhiệm của nước Mỹ vì sự việc Lạc Nguyệt tử chức làm cho y có địa vị. Nhưng y không có thiện cảm với Lạc Nguyệt, y cho rằng Lạc Nguyệt cướp lấy địa bàn của Mỹ, cướp nguồn kinh doanh nước Mỹ, thậm chí lượng trữ vàng của nước Mỹ biến mất hơn phân nửa, rất có thể nguyên nhân là Lạc Nguyệt. Bây giờ y mới nhậm chức, chỉ cần cho y thời gian, y là dồn Lạc Nguyệt vào chỗ chết. Chỉ làm hệ thống gây nhau, y tin rằng chỉ có cơ hội nước Mỹ là nghiên cứu rất nhanh. Nhưng không ngờ lúc này Lạc Nguyệt thực sự tuyên chiến Indo, điều này là nằm ngoài dự đoán của y. Chương 652. Lạc Nguyệt làm cho nhiều người tức giận. Vẫn còn chưa đánh, từng đợt xin giúp đỡ nhiều là mảng tiết rơi bay tới làm cho Turner cảm thấy rằng không biết nên làm thế nào. Indo có vẻ như là vực cũng không dậy nổi. Cho dù Lạc Nguyệt tiên chiến, chỉ cần bọn họ giữ được Lạc Nguyệt 2 ngày, vậy là Lạc Nguyệt nắm chắc phần thua. Lạc Nguyệt không có bất kỳ nội tình hay thực lực có thể tiến hành chiến tranh trường kỳ. Một khi bọn chúng bị cầm chân, sự chú ý của thế giới và liên quân rất nhanh lần nữa tiến vào Ấn Độ Dương. Đáng tiếc là những cái lời cầu xin giúp đỡ này, Turner nên biết rằng ý nghĩ của y có phần không thực tế. Hơn nữa Lạc Nguyệt dường như cũng biết điều đó, cho nên là thời điểm mới tuyên chiến bắt đầu khai chiến. Không cần gì mặc động thủ, hạm đội Lạc Nguyệt trải qua vài lần hải chiến dưới sự chỉ huy của Hoàng Ước Niên tấn công Ấn Độ Dương như đi vào nơi không người. Nước Mỹ rất muốn lập tức tham chiến, thế nhưng là họ không thể. Bọn họ muốn tham chiến thì phải thông qua Liên Hợp Quốc. Lạc Nguyệt tiên chiến dù là không vừa với quan niệm hòa bình thế giới, nhưng mà bọn họ là có một cái cớ. Mặc dù cái cớ đó hơi gượng ép nhưng vẫn là cớ. Mỹ thì có cớ gì để xuất binh? Bọn họ muốn tìm một cái cớ cũng cần thời gian mấy ngày. Sau mấy ngày thời gian, đảo Bali đã bị Lạc Nguyệt chiếm đến một hạt bụi cũng không còn. Cho nên Lạc Nguyệt khai chiến trong nháy mắt, nước Mỹ cũng tăng cường thúc giục Liên Hợp Quốc. Turner biết bất kể nguyên nhân nào thì nước Mỹ nhất định phải tham chiến. Bởi vì một khi Lạc Nguyệt chiếm được đảo Bali như vậy thì đại bộ phận các nước Đông Nam Á là nằm dưới họng súng Lạc Nguyệt. Mà liên minh Đông Nam Á kia nước Mỹ không để ý. Đối với nước Mỹ mà nói, cái liên minh đó chỉ như cái trò trẻ con tập làm người lớn. Nếu như những cái đảo quốc Đông Nam Á dưới đều là nằm dưới tay Lạc Nguyệt thì dưới sự kiêu ngạo và điên cuồng của Lạc Nguyệt, nó không chừng bọn họ là dần dần chiến hết Đông Nam Á như là tạm ăn dần, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh thế giới lần 3. Hoặc cứ cho như là không có hậu quả nghiêm trọng tới thế, một khi Lạc Nguyệt nếm được quả ngọt, ai biết bọn họ có hay không khống chế Ấn Độ Dương. Nếu như liên minh Đông Nam Á nhúng tay việc này, nói không chừng cái bọn điên Lạc Nguyệt kia là nhúng tay tiến tận eo biển Malacca. Nơi đó là đường bay quốc tế giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là nơi mà nước Mỹ có lợi ích. Indo là động tới Lạc Nguyệt rồi, Lạc Nguyệt lập tức tấn công đảo Bali. Nếu như các quốc gia Đông Nam Á bắt tay với Lạc Nguyệt, ai biết rằng bọn họ động tới Malacca hay không. Không thể trách Turner nghĩ quá xa. Eo biển Malacca là nơi nước Mỹ nhất định phải khống chế cho bằng được, là nơi mà cần thiết cho sự phát triển lâu dài. Nước Mỹ không thể để cho eo biển này giống Sena, bởi vì nếu chậm một bước, một lần nữa bị Lạc Nguyệt chiếm lấy. Lạc Nguyệt là một cái nước không thèm để ý quy tắc, hơn nữa một chút thực lực nguy hiểm còn là tồn tại. Eo biển Malacca nằm trong tay các quốc gia Đông Nam Á. Nước Mỹ có thể khống chế được, cũng có thể tính là tính kế lâu dài. Một khi nơi này rơi vào tay Lạc Nguyệt, nếu như nước Mỹ muốn khống chế một lần nữa, thực là khó như lên trời. Đó là một cái ống dẫn dầu, nước Mỹ y tuyệt đối không thể tha thứ cho Lạc Nguyệt nếu động thủ. Một khi Lạc Nguyệt thực sự chiếm được Indo, thực lực Lạc Nguyệt chắc chắn là bành trướng, sự khống chế nước Mỹ giảm đi, sao có thể có chuyện này. Cho dù mặc kệ đường ống dẫn dầu kia, nơi đó có ý nghĩa quan trọng đối với ý đồ chiến lược nước Mỹ. Nếu như nước Mỹ có được Malacca trong tay, vậy thì thứ nhất là có thể làm triệt tiêu ý tưởng của hải quân Nga đánh vào vùng biển phía Bắc. Thứ hai là Malacca là eo biển tiếp giáp Hoa Hạ, là cửa chính phía Nam của Hoa Hạ và tuyến đường quan trọng cung cấp nguyên liệu. Có thể nắm được khu vực này, có thể là bất cứ lúc nào cũng cản trở
sự lớn mạnh từng ngày của Hoa Hạ. Thứ ba, nước Mỹ đem quân vào chiếm eo biển Malacca sẽ khiến cho hải quân của Lạc Nguyệt, thậm chí hải quân những nước của Ấn Độ Dương khó có thể phát triển về cái hướng Thái Bình Dương. Turner sợ nhất là một khi Lạc Nguyệt chiếm được Malacca, bọn họ thậm chí đem nơi này thành giao cho Hoa Hạ. Bởi vậy, Lạc Nguyệt cũng là từ Hoa Hạ. Hoa Hạ một khi có được Malacca, vậy kết quả là Turner không dám nghĩ tiếp. Lạc Nguyệt không thể lấy lẽ bình thường để nói. Nếu như giống như Iran nào đó thì lần trước nước Mỹ giáo huấn bọn họ rồi. Đáng tiếc bọn họ không giống Iran mà không biết là mạnh hơn Iran rất nhiều. Trong lúc Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp, hạm đội Lạc Nguyệt dưới sự chỉ huy của Hoàng Ước Niên gần như không chút tốn công sức chiếm đảo Bali. Hạm đội tiến đến ngăn cản Lạc Nguyệt của Indo dưới sự hùng mạnh của đạn pháo Lạc Nguyệt, thậm chí đến gần cũng không dám. Hoàng Ước Liên được sinh ra tại Hoa Hạ là một người Hoa Hạ điển hình, hận thấu xương khi bọn khỉ Indo. Cho nên về căn bản y không có nể nang, trước khi bọn chúng đầu hàng liền hủy diệt hết. Trên không khắp nơi đều là máy bay đang tàn sát bừa bãi của Lạc Nguyệt. Indo lại không có cách nào cản được làn đạn từ máy bay ném xuống. Gần như là mỗi lần có hai làn đạn bay xuống thì có con thuyền quân hạm chìm. Nhìn quân hạm cũ kỹ Indo từng chiếc rớt xuống biển rộng, Hoàng Ước Niên thực là sung sướng. Y thực sự chướng mắt với quân hạm cũ nát này, so sánh với những cái quân hạm lần trước thu được của Liên Quân thực kém quá xa. Hoặc cũng có thể nói là Indo chỉ có một cái vài chiến hạm cao cấp ngay từ đầu, lần đầu sầm lấn Lạc Nguyệt bị Lạc Nguyệt tịch thu. Đây đúng là một cái cuộc chiến không cần sức. Quân hạm của Indonesia bất kể về số lượng hay chất lượng là thua xa Lạc Nguyệt. Hơn nữa Lạc Nguyệt không những là được trang bị những cái thiết bị tiên tiến mà cũng là có kinh nghiệm hai lần hải chiến. Đương nhiên là quan trọng nhất là trình độ khoa học kỹ thuật, bọn họ không bằng nhau. Những cái thiết bị điện tử chiến đấu của Indo trước cái hệ thống gây nhiều quân Lạc Nguyệt cũng chỉ như là vật trang trí. Huống hồ dưới hai tàu sân bay Lạc Nguyệt, lực lượng không quân Indo dường như có thể không được tính tới. Cho dù là nhìn thấy máy bay Lạc Nguyệt từ quân hạm bay xẹt qua, Indo cũng không cách nào bắn ra quả đạn pháo. Chưa có từng trải qua hải chiến, đã từng phục dịch cho hạm đội hùng mạnh như Mỹ như Hoàng Ước Niên mới biết Diệp Tình nghịch thiên tới mức nào. Nếu đúng như lời Diệp Tình nói, một khi Diệp Tình luôn phục vụ cho Bắc Sa, chắc chắn rằng chiến tranh thế giới thứ ba lại nhanh chóng xảy ra. Nước Mỹ lo lắng Lạc Nguyệt dẫn tới chiến tranh thứ ba, nhưng mà Hoàng Ước Niên lại biết Lạc Nguyệt không thể nào dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ ba. Thứ thực sự khiến cho chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ là Bắc Sa. Cũng may là từ vũ khí hùng mạnh của Bắc Sa, Diệp Tình bây giờ là đang trong tay Lạc Nguyệt, không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng hạm đội của Indo tới hùng hổ, nhưng mà ức nên lại cảm thấy bọn họ tấn công hùng hổ như vậy cũng không có so với hạm đội Liên Quân kém xa, sao có thể chống lại Lạc Nguyệt. Đương nhiên Hoàng Ước Niên cũng biết sở dĩ đánh một cách nhẹ nhàng như vậy, 90% công lao là do hệ thống gây nhiễu trên tàu sân bay. Chiến tranh phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng là rất nhanh. Hạm đội của Lạc Nguyệt dưới sự chỉ huy của Hoàng Ước Niên đánh chìm một cái tàu bảo vệ, một tàu ngầm nhỏ, một cái tàu bảo vệ các loại lục thuyền bảo vệ hạng nhẹ. Tù binh tổng cộng là hơn 5.000 binh lính toàn bộ áp giải về Lạc Nguyệt tham gia dựng thành. Đây là một cái cuộc chiến trong chớp mắt. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến kết thúc cũng không một giờ đến. Trong đó phần lớn thời gian là tiếp nhận đầu hàng. Chỉ cần đầu hàng muộn một chút cũng là bị đạn pháo Lạc Nguyệt đánh chìm. Cho nên những cái hạm đội đầu hàng cũng không phải là quá nhiều. Hạm đội Indo hùng mạnh nhất Đông Nam Á đối diện với sự tấn công Lạc Nguyệt, ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có. Ngoài một cái quả ngư lôi may mắn đánh trúng một cái chiếc thuyền bảo vệ Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt không có bất kỳ tổn thất, mà hạm đội của Indo trong lần giao chiến này là tổn thất nghiêm trọng. Bất kể Liên Quân có hay không, hải quân Indo có trải qua vài chục năm cũng là khó có thể khôi phục được thực lực ngày hôm nay. Cái điều chưa biến nhất chính là chiến hạm đổ bộ hai bờ của đối phương, ngay cả cơ hội cập bờ cũng không có, đã bị Lạc Nguyệt bắt làm tù binh. Trong đó, ngoại trừ thiết bị gây nhiễu của Lạc Nguyệt ra thì Hoàng Ước Niên dũng mãnh kinh nghiệm hải chiến phong phú cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Không còn sự cầm cự của hạm đội Indo, hạm đội Lạc Nguyệt rất nhanh phá hủy tất cả phương tiện quân sự đảo Bali, đổ bộ tới đảo Bali. Đúng như lời đề nghị của Úc Diệu Đồng,
Sau khi Hoàng Ước Niên đổ bộ, đạo Bali lập tức chiếm lĩnh sân bay, trả tất cả khách du lịch các nước. Đối với phần tử phá hoại của Indo bắt được thì trực tiếp giết, không có cách thứ hai để xử trí. Sự cứng rắn, thái độ rõ ràng của Lạc Việt không những làm rung động Indo mà là toàn bộ Đông Nam Á bối rối. Đến lực lượng hải quân Indo cũng không có tham gia lực phản kháng của Lạc Nguyệt. Những cái quốc gia Đông Nam Á căn bản không có nước nào tình nguyện trợ giúp Indo. Đắc tội với Lạc Nguyệt, cho dù là quân đội Liên Hợp Quốc tới trợ giúp đã sao, tạm thời bất luận quân đội Liên Hợp Quốc có giành thắng lợi hay không, trước đó Lạc Nguyệt đã tiến hành tấn công mang tính hủy diệt rồi. Lạc Nguyệt căn bản là một cái chính quyền không thích đàm phán. Trong cái thời khắc Lạc Ngoài Nguyệt tiên chiến, Liên Hợp Quốc lập tức phát biểu bài khiển trách vật, tức các triệu tập một cuộc họp quy mô lớn. Những cái cuộc họp mới diễn ra, mới được một lửa thì truyền đến tin tức Lạc Nguyệt nháy mắt diệt được hải quân Indo chiếm đảo Bali. Hơn nữa, Lạc Nguyệt vừa sơ tán những cái người du lịch ở Indo, tiếp tục làm ra bộ dáng tấn công đảo Java. Indo thực sự hoảng loạn rồi, đảo Bali là một cái thắng cảnh du lịch sao cũng cho qua. Nhưng đảo Java thì khác. Nơi này cách thủ đô Jakarta một khoảng. Hơn nữa, Jakarta trở thành trung tâm chính trị kinh tế văn hóa Indo, là nơi then chốt giao lưu lục địa và đại dương, là nút giao thông giữa Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, cũng là chiếc cầu quan trọng nối liền giữa châu Á và châu Đại Dương. Một khi Jakarta bị chiếm vậy thì cũng có thể nói rằng Indo bị đánh vào cổ họng rồi. Đáng tiếc bây giờ lực lượng trên biển đều là của Lạc Nguyệt. Nếu nước Đông Nam Á vô tình cũng thu hồi lại hạm đội của mình, căn bản không dám nhúng tay chuyện này. Lần này không những nước Mỹ phẫn nộ, rất nhiều thành viên Liên Hợp Quốc cũng là đứng về phía Mỹ. Lạc Nguyệt làm quá rồi, nếu như họ chiếm được đảo Bali, đây cũng có thể xếp hạng là nguyên nhân. Là trong lúc tức giận mất lý trí, nhưng mà chuyện xâm lấn đảo Java thì phá đi hòa bình thế giới. Chương 653. Các người không thể như vậy. Chẳng lẽ Lạc Nguyệt là muốn đem Đông Nam Á trở thành bồn tắm của họ? Hay là bọn họ muốn đánh vỡ hòa bình thế giới lần nữa, phát động cuộc chiến tranh thế giới lần 3? Bọn họ đang dẫm lên hòa bình thế giới, dẫm chủ quyền, dẫm lên sự phát triển thế giới. Đại biểu Lies của nước Mỹ đột nhiên đứng dậy, tức giận vì kích động đến ngồi cũng ngồi không yên. Lies vốn là quân sư riêng tổng thống Kenao, sau Kenao mất chức, ông chẳng những không mất thế lực mà trở thành đại biểu nước Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Lời nói ông ta trực tiếp chỉ rõ Lạc Nguyệt đã xéo dây toàn bộ Liên Hợp Quốc. Sắc mặt Cơ Phiền có chút khó coi, liếc nhìn Lies. Lies trực tiếp biểu lộ mình không được làm gì, nói ông là một cái trưởng ban thư ký hữu danh vô thực. Nhưng mà Stephen biết nói rõ ý Lies. Ông ta muốn là mượn hội đồng Liên Hợp Quốc tấn công Lạc Nguyệt, tốt nhất là Liên Hợp Quốc cùng nhau xuất quân tới Lạc Nguyệt. Mặc dù gã cầm tức sự kiêu ngạo của Lạc Nguyệt, nhưng mà thành chủ Lạc Nguyệt lại là người điên. Khi mọi người cho rằng anh ta không tấn công thì anh ta tuyên chiến. Khi mọi người cho rằng anh ta tuyên chiến uy hiếp Indo thỏa hiệp thì anh ta bắt đầu khai chiến. Đợi đến khi Liên Hợp Quốc họp sau ngồi thảo luận quốc sách thì bọn họ đã tiêu diệt 90% lực lượng Indo, chiếm lĩnh đảo Bali, thậm chí chuẩn bị động tới đảo Java. Tốc độ bọn họ này nhanh tới hoa cả mắt. Stephen thậm chí cho rằng hội nghị này kết thúc, Lạc Nguyệt đã phải chăng chiếm được cả Gaia. Cho dù
có khả năng như vậy, Stephen cũng không có thể tùy ý tuyên bố Liên Hợp Quốc toàn cầu tuyên chiến với Lạc Nguyệt. Gã và Lạc Nguyệt không giống, Lạc Nguyệt không có lý trí nhưng gã thì có. Bây giờ Lạc Nguyệt có vũ khí hạt nhân, một khi cần chọn biện pháp với Lạc Nguyệt, trong khi Lạc Nguyệt vội vã đầu đầu cũng là có đầu đạn hạt nhân, vậy không phải là chiến tranh mà là tận thế. Cho nên gã là phải giải quyết tốt chuyện này, hơn nữa còn phải cho Lạc Nguyệt biết về sau vũ khí hạt nhân cũng không thể tùy tiện lấy ra uy hiếp người khác. Giống như toàn thế giới là chứa bom hẹn giờ, mà có loại bom điều khiển từ xa này không giống như là bom trong tay Lạc Nguyệt. Mặc dù gã muốn khiêu chiến Lạc Nguyệt biến mất, nhưng mà gã cũng không thể không nói với Lạc Nguyệt: đại ca, loại điều khiển từ xa này chỉ cần thủ cẩn thận là được. Ngàn ân, tùy tiện không thể lấy ra được, như vậy là hù chết người. Nếu như là nước khác có vũ khí hạt nhân cũng không cần nói lời này. Nhưng mà Lạc Nguyệt lại là một cái tên chính trị ngu ngốc, không có bất kỳ lý thuyết luận lý, mà còn là cố tình làm rối tình rối mù. Điều này thực sự là làm hao tổn tâm trí quá. Câu nói của Lies làm cho mọi người xôn xao, mặc dù đại đa số là ủng hộ xuất thân Lạc Nguyệt, nhưng tất cả nhiều người không ra nói, bọn họ là biết tâm can Lạc Nguyệt. Người ta có hệ thống đạn đạo châu tế chuẩn xác, hơn là hệ thống gây nhiễu hùng mạnh. Đương nhiên những cái này không quan trọng, quan trọng là người ta có tính khả năng rất lớn, có thể thông qua trang bị đạn đạo chuẩn xác hùng mạnh phóng ra vũ khí hạt nhân. Nếu để cho Lạc Nguyệt biết có người tán thành công kích Lạc Nguyệt, có báo thứ nhất của Lạc Nguyệt là vùi đầu vào địa bàn bọn họ thì xong đời. Cho nên bọn họ chỉ là bỏ phiếu tán thành, để bọn họ giống Liet đứng dậy thẳng thắn phản đối Lạc Nguyệt, như vậy tuyệt đối không thể. Một khi đã nói như vậy, không phải Lạc Nguyệt có thể sửa hết, mà Lạc Nguyệt chắc chắn biết, bởi vì bây giờ Lạc Nguyệt cũng làm cái đại biểu của Liên Hợp Quốc. Chỉ có điều vị đại biểu kia sau khi tới thì vẫn chưa nói chuyện mà thôi. Sợ rằng hội nghị quyết định lập tức tấn công Lạc Nguyệt, anh ta chỉ cười không có nói nửa câu. Chỉ cần nhìn hành động này của anh ta liền biết Lạc Nguyệt căn bản là người không có tài, tới một cái nhân tài ngoại giao trụ tại Liên Hợp Quốc mà cũng không phái ra được. Đại biểu này của Lạc Nguyệt vẫn là sau khi Liên Hợp Quốc tấn công Lạc Nguyệt mới thiết lập. Lạc Nguyệt vẫn còn đang dưới sự mời mọc nhiệt tình và yêu cầu Liên Hợp Quốc thì mới miễn cưỡng gia nhập Liên Hợp Quốc, cử ra đại biểu tên Mạc Hải. Mạc Hải tung hoành thường trường nhiều năm, sớm biết Diệp Mạc, hơn nữa là từng là người trong ban chấp hành tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông. Trước điều sau khi Mạc Hải đem toàn bộ tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông gia nhập Lạc Nguyệt, y được Hư Nguyệt Hoa trọng dụng, nhanh chóng trở thành đại biểu Lạc Nguyệt trong hội Liên Hợp Quốc. Y không nói lời nào không có nghĩa là y không hiểu không biết. Nhiều năm bon chen trong thương trường lừa gạt người ta, Mạc Hải sớm biết bây giờ Lạc Nguyệt đang là khi dễ kẻ khác, bản thân phải khiêm tốn tốt nhất là giả ngu. Cái gì có thể không nói thì đừng có nói. Muốn cho tất cả mọi người biết Lạc Nguyệt thực sự không có nhân tài nào, Mạc Hải y cũng là một trong số đó. Mạc tiên sinh, Lạc Nguyệt phủ nhận hòa bình thế giới cưỡng ép dẫm toàn bộ lãnh thổ và chủ quyền nước khác. Tôi muốn biết là lá cờ hòa bình của Lạc Nguyệt giơ cao, nhưng tại sao làm ra hành động này? Tôi thực không hiểu. Không biết Mạc tiên sinh là đại biểu cho Lạc Nguyệt có thể nói đôi lời giải thích không? Stephen biết rõ, dù là người đại biểu Lạc Nguyệt này, trừ một số lời nói chính phủ ra, thì từ trước tới nay chưa từng phát biểu, nhưng chuyện này y không thể không lên tiếng. Mạc Hải gật đầu đứng dậy nói, Lạc Nguyệt chúng tôi từ trước tới nay yêu chuộng hòa bình. Điều này tôi nói nhiều lần rồi. Vì cái phần nguyên nhân chiến tranh này tôi không nói mọi người cũng biết. Nhưng mà để đưa ra một cái câu trả lời làm hài lòng tất cả vị bằng hữu ngồi đây, không biết tôi có thể rời đây một chút không, bàn bạc thống nhất với thành chủ chúng tôi, sau đó là trả lời câu trả lời cho trưởng ban bí thư Stephen hay không? Đương nhiên là có thể, mời Mạc tiên sinh cứ tự nhiên. Stephen không do dự mà đồng ý, ngay cả câu nói của Mạc Hải đối với gác nói liên quan quan điểm Mạc Hải không có bất cứ tác dụng, ngược lại là ảnh hưởng đến cảm xúc quyết định của mọi người. Mạc Hải đi vào phòng nghỉ, chỉ yêu cầu một cái tách cà phê, sau đó châm một điếu thuốc. Trừ thứ đó ra thì không có bất kỳ động tác. Điều này khiến cho những người theo dõi Mạc Hải lập tức là hận tới mức nghiến răng ken két. Chiến tranh giữa Lạc Nguyệt và Ino vẫn đang tiếp diễn. Giữa đảo Bali và đảo Java chỉ cách nhau một cái eo biển, mà sau khi Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali, lực lượng hải quân không ngừng tập trung trên eo biển. Ngoài ra còn có một cái hạm đội do tàu sân bay dẫn đội từ Ấn Độ Dương tiến vào eo biển. Như vậy rõ ràng là muốn khiến cho đảo Java thành bánh sủi cảo rồi còn gì. Đại hội Liên Hợp Quốc lúc này vẫn còn đang khẩn trương tiến hành, vẫn chưa ra phương pháp. Về phía Indo hoàn toàn luống cuống, đợi sau khi phương án được đưa ra, đảo Java không biết là thành cái hình gì rồi. Từ khi Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali, Indo không có trông cậy gì vào lời hứa hẹn của nước Mỹ. Cho dù bọn họ cứ hẹn gì thì đó là chuyện về sau, nước xa không cứu được lửa gần.
tuyệt đối không thể để cho Lạc Nguyệt tấn công vào đảo Java, mà sự thật là một kỳ hạm đội Lạc Nguyệt làm bánh xôi cào xong lập tức là tấn công đảo Java. Liên minh Đông Nam Á đã không thể tin tưởng được nữa, hạm đội Indo là nắm đắm chìm. Bây giờ con đường duy nhất ngăn cản Lạc Nguyệt chính là lập tức tiến hành đàm phán. Indo trước kia đàm phán vẫn là kiêu ngạo, nhưng giờ lúc này lại là cầu xin Lạc Nguyệt tiến hành đàm phán lần hai. Hơn nữa lúc này ở Đại hội Liên minh Đông Nam Á, Liên minh Hội Hiệp Liên Hợp Quốc khẩn cấp họp bàn. Bây giờ Indo và Lạc Nguyệt tiến hành đàm phán song phương lần nữa, địa điểm đàm phán chọn là tuần dương hạm Lạc Nguyệt eo biển Java. Đại diện bên phía Lạc Nguyệt tham gia đàm phán là Úc Diệu Đồng, Lạc Phi và vài trợ thủ khác. Đại diện phía Indo, đại diện bên Indo là tham gia đàm phán có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dino và vài tên cao thủ đàm phán của Indo. Nhìn bộ dáng phía Indo, Úc Diệu Đồng cười khẩy một cái tân cùng, ngồi chưa ngồi xuống thì nói thẳng: tôi nhận được lệnh thành chủ chỉ có 10 phút, sau 10 phút chúng tôi tiến hành tấn công toàn diện, cho nên các anh muốn nói gì cũng chỉ có 10 phút. Tôi nói rõ thêm một câu, Lạc Nguyệt chúng tôi là yêu chuộng hòa bình, nhưng một khi khiêu khích chúng tôi vậy thì chuyện này nhất định làm tới cùng. Dino ngơ ngác nhìn Úc Diệu Đồng, lòng tự nhủ trời khó như vậy, chỉ có 10 phút thì bàn cái chết gì, chúng tôi bên này mới ngồi xuống, bên đó nói không chừng bắt đầu đánh rồi, thực sự là chơi khó nhau. Bộ trưởng Úc, Dino biết rằng giờ không phải là lúc ông ta có thể cứng rắn, người ta lập tức tấn công căn bản là không để ý đến đàm phán. Bên phải vội vã đàm phán chính là Indo. Vốn ông là muốn mượn đàm phán kéo dài thời gian, sau đó đợi cứu viện liên quân, nhưng mà sự tính toán này không khác bọt biển, trong 10 phút liền đánh tàn tành. Thời gian của anh đã qua 10 phút rồi, Úc Diệu Đồng thán như nói. Dino biết Lạc Nguyệt chắc chắn nhìn ra ý đồ của họ, căn bản không cho bọn họ có cơ hội. Nếu như Lạc Nguyệt đã quyết tâm tấn công đảo Java, vậy bọn họ căn bản không cần đàm phán gì, thậm chí là đi ngang qua sân khấu. Rõ ràng bọn họ cũng bàn bạc qua, chỉ cần là chưa thống nhất thôi. Giờ như nhìn ra suy nghĩ Dino, Úc Diệu Đồng cười. Chúng tôi yêu thích hòa bình, anh xem bên anh nhất định là yêu cầu đàm phán chúng tôi đến rồi. Dino tức giận nói. Nếu bên cô yêu thích hòa bình thì vậy các cô nên ngồi xuống, sau đó chúng ta đàm phán, chứ không phải là dùng 10 phút uy hiếp. Tôi từ trước tới giờ chưa nghe nói chỉ cần 10 phút đã có thể đàm phán xong. Úc Diệu Đồng liếc nhìn Dino sau đó thở dài. Thực ra tôi nói 10 phút là muốn tốt cho các anh. Được rồi, nếu các anh nói vậy, để bày tỏ tòng lòng thành ý, tôi quyết định đàm phán với các anh một ngày. Một ngày chắc là đủ. Dino ngạc nhiên mừng nhìn Úc Diệu Đồng. Ông không ngờ đối phương là dễ dàng đồng ý yêu cầu của ông. Điều này làm cho ông không ngờ chỉ cần thời gian vài tiếng đồng hồ Liên Hợp Quốc liên quân chắc chắn phản ứng. Cần chi một ngày. Dino vội mỉm cười nói. Tôi cảm thấy rất kính nể thành ý Bộ trưởng Úc và Lạc Nguyệt lời nói vừa rồi của tôi quá là vô lễ, Bộ trưởng Úc thật là mời ngồi. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười ngồi xuống. Dino ho khan một tiếng sau đó bưng trà xuống một ngụm chậm rãi nói. Bộ trưởng Úc, chúng tôi hy vọng cô lập tức rút quân, đối với chuyện dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đương nhiên. Lời Dino bỗng dừng vài tiếng đổ vàng. Ông theo bản năng đứng bật dậy, lại có cảm giác không hay từ lòng dâng lên. Ông nhìn phía Úc Diệu Đồng đang ngồi uống trà, xúc động nói. Bộ trưởng Úc, vừa rồi là thanh âm gì vậy? Lời nói của ông ngắt lại thì lại có phải cái tiếng đổ kịch liệt truyền. Úc Diệu Đồng không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Vậy là hải quân Lạc Nguyệt chúng tôi bắt đầu tấn công đảo Java. Trả lời xong câu hỏi Dino, Úc Diệu Đồng nói với Lạc Phi. Cái tên tư lệnh hoàng này thật nào? Đúng giờ quá. Sợ bị thư Đức Mạn từ bờ biển Tây Bắc của đảo Java được lợi. Lạc Phi cười một tiếng. Đúng vậy, nhưng mà tôi thấy tư lệnh thư nhất định tới Gaia trước. Từ bờ Tây Bắc, lộ trình tấn công của ông ta gần hơn. Dino vẻ mặt tê tái nhìn Úc Diệu Đồng. Bên tai chuyển đến tiếng nổ vang, trời mồ hôi lạnh từ trên trán lập tức toát ra, ông ta giống lên. Chúng ta đang đàm phán, các người sao lại tấn công Java? Úc Diệu Đồng lạnh giọng. Chúng ta đàm phán là chuyện tấn công Java, chả có gì khác nhau, chả quan hệ. Anh nói cần đàm phán thì tôi đàm phán, chẳng lẽ anh lại muốn khống chế quân đội chúng tôi? Anh nói rằng dừng là chúng tôi dừng sao? Dino rốt cuộc hiểu ý Úc Diệu Đồng, nói 10 phút nào vì tốt cho mấy người. Ông ta tức run rẩy rồi là chỉ trích Úc Diệu Đồng. Các người không thể như vậy. Chương 654. Mánh khóe phục vụ mục đích.
Lửa đạn bên ngoài dường như càng ngày càng dày đặc. Dino nhìn Úc giữa đồng cứ như không có chuyện gì, cố nén phẫn nộ và run rẩy từng câu từng chữ nói. Tôi đồng ý đàm phán 10 phút, xin cho chúng tôi thời gian 10 phút đàm phán. Bây giờ mời bên cô dừng tấn công ngay lập tức. Úc giữa đồng mỉm cười. Cho anh 100 cái 10 phút cũng không có vấn đề, chứ có điều tôi không có cách nào chỉ huy hải quân. Chúng tôi là phân biệt quân chính. Thành chủ chúng tôi chỉ là xem báo cáo của tôi, không nghe đề nghị của tôi đâu. Dino tiên sinh, nếu như anh thực sự muốn bên ngoài yên tĩnh, nhanh chóng kết thúc đàm phán đi. Dino xanh mặt không có nói gì. Trợ lý của ông gọi điện, nghe điện thoại xong sắc mặt Dino trở nên bình thường. Ông ngồi xuống không kỳ kèo 10 phút mà bình tĩnh nói với Úc Diệu Đồng. Bộ trưởng Úc, chúng tôi đồng ý bồi thường 70 tỷ lạc nguyệt tổn thất. Bên cô phải lập tức dừng xâm chiếm, sau đó rút quân. Úc Diệu Đồng chậm rãi nói. Nếu trước kia bồi thường cái này đương nhiên không nghi ngờ gì, nhưng trải qua cái lần chiến tranh này tổn thất chúng tôi không thể ước lượng. Dino tức giận ngồi đến cũng không muốn ngồi, ông ta nhanh chóng nói. Các cô muốn bao nhiêu cứ nói thẳng. Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Dino không có cách nào cản được. Lòng y thầm khóc, đây đâu phải là đàm phán, đây là cầm súng đi ăn cướp. Tổn thất các người lại còn không thể ước lượng được, nhiều nhất chỉ là tổn thất vài cái viên đạn pháo và một đống bom. Tổn thất chúng tôi mới là không cách nào ước lượng. Úc Diệu Đồng bỗng mở văn kiện trước mặt trầm ngâm, sau đó nói. Thành chủ chúng tôi vốn là yêu cầu bồi thường 300 tỷ lạc nguyên. Úc Diệu Đồng cho nói xong, Dino suýt chút chết đứng người. 300 tỷ lạc nguyên đây là muốn lấy mạng Indo à? Tổng giá trị sản lượng quốc dân một năm bị lấy đi một nửa, còn chơi cái gì? Không đợi Dino lau mồ hôi, Úc Diệu Đồng nói tiếp. Nhưng mà thành chủ ngẫm lại, vẫn là lấy hòa bình làm gốc, hơn nữa cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho người dân Indo, cho nên quyết định hạ thấp xuống, chỉ còn là 100 tỷ lạc nguyên. Dino thở phào, 100 tỷ lạc nguyên vẫn là nằm trong mức chịu đựng. Ông thầm lau mồ hôi lạnh. Chưa có hoàn toàn hồi phục tinh thần, Úc Diệu Đồng nói tiếp. Nhưng lạc nguyệt chúng tôi cần một cái điểm dừng chân tại eo biển Sunda. Như vậy, cho nên là quyết định thuê đảo Sang Giang 99 năm. Không được, tuyệt không được. Dino không có cách ký, từ chối thẳng thừng. Đảo Sang Giang là vị trí hiểm yếu eo biển Sunda. Một khi bị thuê rồi, vậy việc hoàn công cây cầu lớn nhất trên eo biển thì sao? Hơn nữa eo biển Sunda là một trong những vườn sau của nước Mỹ, là một trong những chuyến tuyến đường quan trọng hạm đội thứ 7 của Mỹ vào Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nếu Indo đáp ứng yêu cầu này, như vậy nước Mỹ là nước đầu tiên không bỏ qua cho họ. Úc Diệu Đồng cười khẩy nói tiếp, đương nhiên để bồi thường đảo Bali mà chúng tôi chiếm lĩnh lập tức được nhường lại. Và còn cái nữa là tuyệt đối không can thiệp vào việc xây dựng cầu Sunda. Dino cười khẩy. Đảo Bali các người không muốn nhường cũng không được. Ông tin rằng chuyện đảo Bali không cần ông quản. Khác có người tới quản. Bỗng nghĩ tới, nếu như mà Lạc Nguyệt chiếm được đảo cắt ngang với nước Mỹ, từ đây tiến vào Ấn Độ Dương phải đối mặt với một cái con rào gầm chặn ít hầu. Cứ như vậy xung đột do nước Mỹ và Lạc Nguyệt đi đối kháng, Indo có thể hoàn toàn đứng ngoài, cần gì trợ giúp người Mỹ khiêng súng. Hơn nữa đảo kia cho dù không có đối với Indo cũng không tổn thất đáng là bao. Một khi nước Mỹ và Lạc Nguyệt đánh nhau, vậy Indo có thể đục nước béo cò. Nghĩ tới đây khóe miệng Dino hiện nụ cười thâm hiểm. Dù gì hòn đảo kia sớm muộn cũng bị nước Mỹ chiếm lại, Indo việc gì phải lộ đầu giúp nước Mỹ. Nếu như không phải Mỹ thì lần này Indo cũng không tổn thất nhiều tới vậy, chỉ cần bồi thường 70 tỷ lạc nguyên. Nhưng bây giờ không nói đến chuyện bồi thường 100 tỷ lạc nguyên tổn thất đảo Bali vì bị xâm chiếm, càng không cách nào ước lượng. Thanh âm lửa đạn từ bên ngoài lại truyền tới Dino ngoài bàn bạc nhanh chóng, sau đó là bước nhanh nói. Được, chúng tôi đồng ý, bây giờ là soạn thảo hiệp ước. Úc Diệu Đồng đẩy văn kiện trước mặt qua nói. Không cần soạn thảo, Lạc Nguyệt đã ký rồi, chỉ cần quý phương ký tên là được. Dino cầm lấy hiệp ước sớm đã được làm sẵn, lòng bỗng nhiên có cảm giác hoàn toàn dính kế. Sinh người ta sớm là chuẩn bị trước, cái loại cảm giác này rất không ổn, hơn nữa là rất quái dị. Khi mà Mạc Hải vào phòng họp hội nghị dường như sắp kết thúc, xem ra khi rời khỏi Liên Hợp Quốc cũng cho ra quyết định. Thế Mạc Hải đến, Stephen lại không như thấy, nhưng có thể thấy gã cũng không thèm để ý đến ý kiến Mạc Hải. Mạc Hải lần nữa yêu cầu lên tiếng. Hội nghị này vốn là vốn vì ngăn cản Lạc Nguyệt đại biểu cho Lạc Nguyệt phát biểu, trưởng ban thư ký Stephen không có lý do gì không đồng ý. Rất nhiều người cho rằng phát ngôn của y nhiều lắm là một câu nói quá thiếu chất dinh dưỡng, không có bất kỳ nội dung tính thực tế. Nhưng Mạc Hải nói thẳng, Lạc Việt chúng tôi cần nhắc mục đích hòa bình thế giới suy xét
đến hai từ hòa bình này không dễ dàng. Còn có lời tuyên bố ngừng chiến đấu của Liên Hợp Quốc, bây giờ chúng tôi thống nhất Indo quyết định rút quân khỏi đảo Bali và không tấn công Java nữa. Có lẽ mọi người không tin, nhưng từ lúc tôi đến đây việc rút quân đã bắt đầu. Lúc này nói không chừng quân đội chúng tôi là hoàn toàn rút khỏi đảo Bali. Cái gì? Toàn bộ hội trưởng lập tức xì xào bàn tán. Bên này mới là tán thành quyết định tấn công Lạc Nguyệt giữ gìn nền hòa bình thế giới, thì người ta rút quân rồi, chẳng lẽ Lạc Nguyệt là rút quân, Liên Quân vẫn là đi muốn bảo vệ hòa bình thế giới tấn công Lạc Nguyệt hay sao? Rất nhiều đại biểu các nước khác thở phào nhẹ nhõm, Lạc Nguyệt rút quân chứng tỏ họ không sâu nấn Indo, mà đúng là làm bộ dáng cho Indo nhìn. Đó là vì Indo giết người Lạc Nguyệt mà bây giờ không giữ lời, không bồi thường Lạc Nguyệt. Tôi đề nghị tiến hành sửa chữa phương sách đối với Lạc Nguyệt ngay lập tức. Trong tình hình Lạc Nguyệt rút quân, chúng ta không thể tiếp tục phát động chiến tranh. Dù sao chuyện lần này cũng là do Indo gây ra, giờ là Lạc Nguyệt rút quân. Nếu chúng ta mà tiếp tục phát động chiến tranh cũng có nghĩa là vi phạm hòa bình thế giới. Đại biểu nước Nga đứng dậy phát biểu đầu tiên. Sau khi trải qua cuộc chiến tranh lạnh, dù giờ là Nga cùng các phương Tây dịu đi nhưng mà hy vọng kiềm chế được nước Mỹ, hơn là tồn tại thái độ cứng rắn mạnh mẽ đối với Lạc Nguyệt, bọn họ là không thể một gậy đánh chết. Liệt mặc dù muốn đứng dậy phản đối ngay lập tức, nhưng ông ta biết lúc này phản đối căn bản không thích hợp, cũng không có ai đồng ý. Bởi vì mọi người biết một khi xuất binh, Lạc Nguyệt lập tức tạo nên đại chiến, dựa vào sự hùng mạnh của Lạc Nguyệt không thể nào là bị đánh mà không có đánh trả. Cho nên dù ông ta có phản đối, những người đứng về phía ông cũng không nhiều. Stephen là thầm thở phào nhẹ nhõm, gã là người không hy vọng xảy ra đại chiến nhất, nếu như mà bùng nổ chiến tranh thế giới, người thất bại là gã. Cho nên bây giờ Lạc Nguyệt có thể rời, đối với gã không thể nào tốt hơn. Stephen lập tức lên tiếng, quan điểm của hội nghị lần nữa đặt ra. Cùng thời gian này, Tổng thống Mỹ Turner lấy được nội dung hiệp ước ký kết giữa Indo và Lạc Nguyệt. Về phần Indo phải bồi thường cho Lạc Nguyệt bao tiền, Turner là không hứng thú. Điều mà tức giận không ở Indo lại cho Lạc Nguyệt thuê đảo Sang Giang ở eo biển Sunda. Đảo Sang Giang trong tay Indo thì không có vấn đề gì, nhưng một khi rơi vào trong tay con sói Lạc Nguyệt rồi, chẳng khác cầm một con dao găm từng giây từng phút nhìn chằm chằm eo biển Sunda. Hạm đội nước Mỹ từ này nhất cử nhất động rơi vào tầm ngắm Lạc Nguyệt. Turner theo bản năng sờ vào cổ, cảm giác như cổ họng mình có chút đau. Nhẫn nhịn, lúc này phải nhẫn nhịn, hoàn toàn phải nhẫn nhịn. Nhưng đảo Sang Giang là của Indo, người ta đồng ý cho thuê, nước Mỹ không quản được. Các thậm chí có thể khẳng định mục đích Lạc Nguyệt muốn đảo Sang Giang là đối phó nước Mỹ. Indo quả thực quá rác rưởi, Turner tức giận muốn gầm, nhưng mà lúc này gã không có cách nào. Gã thậm chí nghi ngờ trước khi Lạc Nguyệt tấn công Indo thì nghĩ đến kết cục rồi. Sau khi Lạc Nguyệt rút quân, gã không cần hỏi kết quả, Đại hội Liên Hợp Quốc nhất định là kết thúc hòa bình. Nước Mỹ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ỷ vào hội nghị Liên Hợp Quốc đối phó Lạc Nguyệt, không ngờ ngay lúc bắt đầu là phải kết thúc. Nếu như tất cả thế này là mưu kế của Lạc Nguyệt, vậy thì Lạc Nguyệt tuyệt không phải là một gã chính trị ngốc nghếch. Bọn họ chính là một chuyên gia âm mưu quỷ kế, đấu thế lực với thế lực thâm hiểm. Turner lần này cảm giác bất lực. Đối với nước Mỹ mà nói, vẫn là một cơ hội nữa, chính là Philippines. Philippines cũng là nước phản đối Lạc Nguyệt. Sau khi Lạc Nguyệt cứng rắn với Indo, chắc chắn lại cứng rắn với Philippines. Nếu không, uy phong của bọn họ là giảm nhiều, thậm chí không đạt được hiệu quả uy hiếp. Nghĩ tới đây, Turner lập tức muốn hỏi sự tính Philippines, hơn nữa quyết định lần này tuyệt đối là phải cướp được thời cơ động thủ của Lạc Nguyệt, đồng thời phái hạm đội ra phản kích. Nhưng mới nghĩ tới trợ lý mang tin Philippines và Lạc Nguyệt thống nhất với nhau. Sau khi Lạc Nguyệt chiếm đảo Bali, Philippines chủ động tìm thuyết Lạc Nguyệt giải hòa. Lạc Nguyệt dựa vào yêu thích hòa bình thế giới, thêm vào đó Philippines chủ động yêu cầu ngược lại là hạ mức bồi thường Philippines còn 30 tỷ lạc yên, ký kết hiệp ước bồi thường. Fuck, Turner kìm không nổi, ném ngay bức thư xuống đất. Gã làm cái tổng thống thất bại. Turner bỗng nghĩ tới Lạc Nguyệt sau khi tiên chiến Philippines được một tuần, có phải hay không sớm tính đến chuyện Philippines chủ động thỏa hiệp. Nếu quả thật như vậy, Lạc Nguyệt chẳng phải là một tên chính trị ngu ngốc, thậm chí là một cái lão yêu quái. Lúc này Turner thậm chí tin rằng người đó chế định những thứ này đã sống qua mấy đời, nếu không sao cả những cái việc này cũng có thể tính ra, hơn nữa thời gian là chính xác tới vậy. Tuyên bố lập tức mở cuộc họp khẩn cấp tại Nhà Trắng. Turner lòng bỗng cảm lo lắng, gã cảm thấy mọi suy nghĩ của mình rơi về phía sau người khác. Úc Diệu Đồng vẫn chưa quay về tới Lạc Nguyệt, lòng khâm phục Diệp Mặc rồi. Lúc này cuối cùng cô hiểu được chiến tranh là gì, đó không phải là mục đích thực sự mà là thủ đoạn phục vụ mục đích. Bọn họ chỉ đưa ra kế hoạch tác chiến đơn giản, Diệp Mặc thì bỏ qua, đem toàn bộ phương diện ra tính toán, thậm chí đến cả thời gian cũng sai lệch không nhiều. Hắn quả rất lợi hại. Cùng lúc đó, Diệp Mặc tại Lạc Nguyệt lỏng hết sức kinh ngạc dịch thuật của Mông Thị. Ngay trước khi Mông Cửu Sơn chuyển cho hắn,
Hắn chỉ là nghĩ làm sao thông qua dịch thuật kết hợp tu chân, rồi hắn chế định kế hoạch tác chiến lạc nguyệt tiện thể, xem tính cả thì dịch thuật không ngờ nhiều thứ tự động ý thức, hơn nữa có thể lập ra sách lược phù hợp với lạc nguyệt nhất. Cái duy nhất không chính xác chính là thông qua dịch thuật này lạc nguyệt có thể xảy ra chút chuyện ở đảo Bali. Bây giờ quân lạc nguyệt rút lui, chuyện này chắc chắn không xảy ra nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Diệp Mặc đang định rời phòng. Hắn muốn dẫn Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đi tham gia nghi thức hoàn ngành các binh sĩ Lạc Nguyệt chiến thắng về. Hư Nguyệt Hòa liền vội vàng gõ cửa bước vào. Chương 655, sóng gió lại nổi lên. Nhìn sắc mặt Hư Nguyệt Hòa, Diệp Mặc biết nhất định xảy ra chuyện, nhưng đối với hắn mà nói ngay cả liên quân cũng dám đánh, có cái gì phải sợ, lập tức hỏi: "Chị Nguyệt Hòa, xảy ra chuyện gì sao?" Hư Nguyệt Hòa thấy vẻ mặt Diệp Mặc bình tĩnh, không ngờ bình tĩnh lại. Trận chiến tranh này bởi vì Diệp Mặc khống chế thời gian chuẩn, ép Indo trước khi Liên Hợp Quốc ra quyết định ký kết cùng Lạc Nguyệt, tránh Lạc Nguyệt lần nữa đối đầu liên quân. Điều này làm cho cô càng tin tưởng Diệp Mặc. Phải biết rằng trước khi khai chiến, cái Hư Nguyệt Hòa lo lắng không phải Indo mà lo lắng quốc gia lấy nước Mỹ cầm đầu đối phó Lạc Nguyệt. Một khi bọn họ lấy Lạc Nguyệt xâm lấn Indo làm cái cớ áp chế Liên Hợp Quốc xuất binh, Lạc Nguyệt liền là gặp nguy. Bởi vì Liên Hợp Quốc xuất binh tuyệt đối không phải là giống lần trước khi đánh nhau chỉ là 100.000 người, thậm chí 1 triệu cũng có khả năng. Một khi tứ phía là quân địch, Lạc Nguyệt sủ mạnh cũng bị xóa. Hơn nữa Liên Hợp Quốc muốn đối phó Lạc Nguyệt có nhiều cách thức, thậm chí căn bản không cần xuất binh, chỉ cần phong tỏa Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt huyền liền là hoàn toàn không cách nào, bởi vì Lạc Nguyệt bây giờ là một cái thành thị hoàn toàn nhờ nhập khẩu. Xem ra Diệp Mặc cũng chỉ lợi hại trên lĩnh vực tu bị cổ võ, ngay cả tâm cơ cũng lợi hại như vậy, đây mới là điều Hư Nguyệt Hòa an tâm. Đảo Bali xảy ra chút việc, Hư Nguyệt Hòa lập tức trả lời. Diệp Mặc giật mình, dịch thuật mông thị quả rất được. Đảo Bali thực sự xảy ra chuyện, Diệp Mặc gật đầu hỏi: "Quân đội chúng ta rời khỏi đảo Bali chưa?" "Rời đi rồi, quân đội chúng ta 1 giờ trước khi rút lui toàn bộ khỏi đảo Bali, nhưng lại có 5 du khách mất tích ở nơi quân đội chúng ta đóng quân." Hư Nguyệt Hòa hồi đáp. Diệp Mặc nhíu mày rất nhanh nói: "Cho dù nó mất tích, vài du khách cũng không quan hệ gì." Diệp Mặc đương nhiên biết một khi du khách nước ngoài mất tích trong thời gian Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali, việc này khiến cho danh tiếng quốc tế tại Lạc Nguyệt giảm xuống, hơn nữa khiến cho các nước khác lệ sinh ý địch. Nhưng mà loại chuyện này chẳng những Diệp Mặc sớm thông báo cho Hoàng Ức Niên, hơn nữa Hoàng Ức Niên đối với điểm ấy rất hiểu, cho nên hành động đầu tiên sau khi chiếm lĩnh đảo Bali là bảo vệ du khách quốc gia, đưa họ tới sân bay và bến tàu. Mục đích như thế là chủ yếu vì phòng ngừa Indo thừa lúc đục thả câu túy giết người gây hỗn loạn, dùng để giáo họa trên đầu này Lạc Nguyệt. Hơn nữa chỉ cần phát hiện ra có người Indo đục nước béo cò lập tức xử bắn, cho nên dù là Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali có chút phát sinh hỗn loạn nhưng không tới hỗn loạn lớn. Du khách du lịch đã được đưa đi, cơ bản đều là người đưa đến Singapore, bởi vì khoảng cách Singapore rất gần, hơn nữa là trị an nơi đó không tệ. Tiễn bước du khách đó chủ yếu là vì đả kích kinh tế Indo, đương nhiên cũng là vì bảo hộ an toàn những du khách này. Vì bảo hộ những cái du khách này, thậm chí mỗi một cái thuyền tàu chở khách chạy định kỳ đều có hạm đội Lạc Nguyệt hộ tống, cho nên không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại Hư Nguyệt Hòa nói có 5 khách du khách mất tích nơi căn cứ đóng quân Lạc Nguyệt, loại chuyện thế này có thể coi như là lớn cũng có thể coi như là nhỏ, nhưng Hư Nguyệt Hòa nếu nói ra khẳng định việc này không nhỏ. Hư Nguyệt Hòa lo lắng nói tiếp: "Hình ảnh 5 du khách này tiến vào căn cứ đóng quân Lạc Nguyệt bị người ta quay chụp, hơn nữa 5 người này có 3 phụ nữ, trong đó 2 người là nhân vật quan trọng, việc này khiến Lạc Nguyệt chúng ta rơi vào thế bị động." Diệp Mặc cảm giác việc này không bình thường, thời điểm chiến tranh mất tích vài người là chuyện thường, nhưng mà bị người ta quay chụp mất tích đi vào căn cứ đóng quân Lạc Nguyệt vậy là không bình thường. Hơn nữa Hư Nguyệt Hòa nói còn có nhân vật quan trọng, tạm thời bất luận nhân vật quan trọng này là ai, sự tình này vốn là rất trùng hợp. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Hư Nguyệt Hòa nói tiếp: "5 người này, 2 người là Mỹ, 2 người là Anh, 1 người Ấn Độ. Cái phiền toái nhất chính là 2 người Anh mất tích là nữ giới, là 2 mẹ con 2 vợ. Đó là
vợ và con gái hầu tước Jonas thành viên hoàng thất. Sau khi Jonas thất mất, vợ ông ta, phu nhân Jonas và con gái Annie đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp từ thiện, rất được nhiều người Anh kính mến. Lần này các cô tới đảo Bali du lịch, không nghĩ tới gặp chiến tranh còn đã mất tích nơi quân đội lạc quyệt dừng chân. Hương Nguyệt Hoa không nói tiếp, Diêm Mặc hiểu được đây nhất định là bị người ta lừa. Bà không, sao có chuyện trùng hợp thế vậy? Hiện tại chuyện bọn họ mất tích đi vào căn cứ đóng quân của chúng ta phải chăng bị đăng trên mạng? Diêm Mặc trầm giọng hỏi. Hương Nguyệt Hoa gật đầu. Trước mắt dân chúng Anh quốc tức giận yêu cầu Lạc Nguyệt giải thích, tuy rằng nước Mỹ và Ấn Độ còn chưa chuyển đến tin tức, nhưng vòng trường đã rất nhanh, thậm chí trước khi tối hôm nay chính phủ sẽ có phản ứng. Diêm Mặc hiểu việc này đại bộ phận chính là do nước Mỹ làm, bằng không nơi đó không thể không có sự trùng hợp thế vậy. Lạc Nguyệt có thể vì vài nhân viên bình thường gây chiến Indo, như vậy thành viên hoàng thất Anh mất tích vì quân đội Lạc Nguyệt, hơn nữa là mất tích, còn là thành viên hoàng thất được người Anh yêu quý như là công chúa, bọn họ là viện cớ khai chiến. Một khi Anh quốc chủ động động thủ với Lạc Nguyệt, căn bản không cần kêu gọi nước Mỹ nhất định tham gia. Nếu liên kết với Ấn Độ, như vậy Lạc Nguyệt không phải là bị địch bao vây giết mà là ba mặt đều có địch. Hiện tại Tư lệnh Hoàng xử trí thế nào? Diệp Bạc trầm giọng hỏi. Tư lệnh Hoàng mệnh lệnh cho Lương Địch dẫn dắt một cái doanh binh tìm kiếm tại nơi quân ta dừng chân, muốn tìm manh mối. Tuy rằng Tư lệnh Hoàng muốn đưa quân đội quay trở lại, nhưng tôi biết làm vậy không ổn, đã hạ lệnh bảo ông ấy về. Hương Nguyệt Hoa đáp. Diệp Bạc gật đầu nói, chỉ làm vậy là rất đúng. Hiện tại chẳng những là muốn Tư lệnh Hoàng ức niên lập tức lui, ngay cả người của Lương Địch lập tức về Lạc Nguyệt, sự tình này tự tôi xử trí. Một khi quân đội chúng ta toàn bộ trở về, lập tức mở phòng ngự mạnh nhất cho tới khi tôi về mới được. Diêm Mặc rất hài lòng về việc làm của Hư Nguyệt Hoa. Một khi Hoàng Ức Niên dẫn quân hạm đội về đảo Bali, bất kể nguyên nhân gì, Lạc Nguyệt là trúng kế người ta, Lạc Nguyệt lại không được tín nhiệm, vừa mới lấy được ưu thế lại biến mất hầu như không còn. Hơn nữa nếu như chuyện này là đối phương làm, cho dù là Hoàng Ức Niên trở về đảo Bali, nhất định cũng có thể tìm được manh mối, cho dù là anh ta tìm manh mối rồi, như vậy là mục đích đối phương đạt tới. Diêm Mặc khẳng định để Hoàng Ức Niên trở về đảo Bali là mục đích trực tiếp của đối phương. Có thể đạt được đương nhiên là tốt, nếu không đạt được liền là lợi dụng dư luận. Kết hợp cách làm trước đây của Lạc Nguyệt thực sự là mục đích thứ hai. Mục đích thứ hai chính là khiến Anh quốc, Mỹ, Ấn Độ khai chiến Lạc Nguyệt. Nếu biết mục đích đối phương, Diêm Mặc tuyệt không mắc mưu, hơn nữa là loại chuyện này hắn mới có thể đi giải quyết. Chỉ cần 5 người kia không chết, hắn nhất định là tìm được họ. Diêm Mặc tin tưởng nếu đối phương lợi dụng 5 người này thực hiện áp lực với Lạc Nguyệt, như vậy là không dễ giết 5 người kia. Vâng, Hương Nguyệt Hoa trả lời rõ ràng, cô biết Diêm Mặc hiện tại khẳng định có biện pháp. Cô có một loại tín nhiệm mù quáng với Diệp Mặc. Từ lần trước Hồng Kông, Diệp Mặc cho cô một cái viên bồi khí đan, về sau tín nhiệm của cô với Diệp Mặc là phát ra từ nội tâm. Cô tin tưởng chuyện Diệp Mặc muốn làm khẳng định có thể làm được. Từ lâu ra tới Lạc Nguyệt lúc này mới bao thời gian, Lạc Nguyệt còn có được ngày hôm nay, rất nhiều người, rất nhiều chuyện là cô tự tận làm tận mắt thấy. Đợi một chút, Diệp Mặc lại gọi Hương Nguyệt Hoa lại. Đợi Hương Nguyệt Hoa dừng, hắn mới lên tiếng. 5 du khách có thể mất tích ở nơi chúng ta đóng quân, sự tình này tuyệt không phải là không có chú ý. Điều tra binh lính đứng cảnh gác căn cứ đóng quân tại thời điểm 5 người này mất tích cùng với cấp trên của họ. Hương Nguyệt Hoa lòng chấn động, cô không phải không nghĩ tới mà là tiềm thức không muốn suy nghĩ mà thôi. Sự tình nếu đã xảy ra khẳng định có liên quan nội gián. Chuyện này sớm nên hiểu, vì sao mà hiện tại cô mới phản ứng tới, xem ra kinh nghiệm cô chưa đủ. Chỉ có điều không biết Hoàng Ức Niên có nhớ việc này hay không. Bất kể là kẻ nào, một khi tra ra lập tức nhốt lại chờ tôi trở về nói sau. Cũng nhớ lập tức đem kết quả điều tra báo cho tôi. Sẽ mặc tuy rằng muốn đợi tin điều tra sau mới đi, nhưng mà hắn biết loại chuyện này điều tra càng nhanh càng tốt. Hương Nguyệt Hòa mới rời đi, Lạc Anh và Khinh Tuyết cũng tới. Các cô nghe được Diệp Mặc muốn ra ngoài, Khinh Tuyết muốn giúp Diệp Mặc chỉnh sửa quần áo, sau đó nói sao. Sớm biết như vậy em sẽ không xây dựng thành trì, không nghĩ tới khiến anh vất vả như thế. Diệp Mặc kéo tay Lạc Anh và Khinh Tuyết nói, kỳ thực cũng không vất vả như vậy, anh xây thành trì là vì cuộc sống sau này của chúng ta. Anh hy vọng tất cả người ở Lạc Nguyệt Thành có thể hưởng thụ hòa bình. Anh hy vọng sau này chúng ta có thể đi dạo ở Lạc Nguyệt Thành, có thể hưởng thụ cuộc sống vui vẻ với mình, có thể là yên lặng trong này tu luyện. Lạc Anh rất thỏa mãn nắm tay Diệp Mặc không nói gì. Cái tên Lạc Nguyệt trước khi Diệp Mặc nói cho nàng biết thì cô cũng rất quen thuộc, có một loại cảm giác kỳ diệu.
hiện ở trong này non xanh nước biếc. Hơn nữa nhìn không thấy cái dạng ỷ thế hiếp người, ép mua ép bán, cô thực là lòng thích nơi đây, rất chi thích. Diệp Mặc lại hôn hai người một cái rồi nói: các em chờ anh trở lại chúng ta cử hành đại hôn. Nhà Trắng nước Mỹ đang tiến hành hội nghị khẩn cấp, bỗng nhận được tin năm cái du khách mất tích ở căn cứ đóng quân Lạc Nguyệt. Hơn nữa sau khi bọn họ mất tích, Lạc Nguyệt mới bắt đầu rút quân. Điều này hiển nhiên không thoát liên quan quân đội Lạc Nguyệt. Turner thầm cười ha ha, dùng câu kia nói của Hoa Hạ thật đúng là sơn cùng thủy tận, không ngờ không có đường, có hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó. Dựa vào trí lực, Turner y đương nhiên hiểu được sự tình này chắc chắn không phải vô duyên vô cớ phát sinh. Đây tuyệt đối là có người muốn động thủ với Lạc Nguyệt ra ám chiều. Y cũng biết sự tình này một khi xảy ra, người thứ nhất Lạc Nguyệt hoài nghi là nước Mỹ. Nhưng y đã không theo ý, hoài nghi thì hoài nghi, đây là việc nước Mỹ muốn làm, nhưng mà không có ai làm được thì người khác làm thay, bất kể là người ta là ý gì, nhưng ít nhất hiện tại y rất thích. Bởi vì cơ hội tới rồi, nếu mà chuyện như vậy tốt, y cũng không có cách nào bắt lấy. Tổng thống nghĩ quá thất bại. Hội nghị tạm dừng, tôi lập tức muốn gọi điện cho thủ tướng nước Anh. Turner trước tiên là lựa chọn liên hệ với cả thủ tướng Anh quốc. Chương 656. Đường ngầm ở dưới căn cứ đóng quân. Tuy rằng đảo Bali trải qua một hồi chiến tranh, nhưng mà vì quân đội Lạc Nguyệt tới nhanh đi nhanh, cho nên là cảnh quan du lịch trên đảo cũng không bị hư hỏng lớn. Thời điểm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali, chiếm lĩnh chủ yếu chính là phương tiện quân sự và một ít cảnh quan du lịch chủ yếu, còn có vài cái tuyến giao thông chính, cũng không có đi giết hại cư dân đảo Bali. Bởi vì Lạc Nguyệt thực sự không phải là vì tiêu diệt Bali mà để Indo thỏa hiệp. Lạc Nguyệt đóng quân trên đảo Bali gần eo biển, cách sân bay rất gần. Nơi đóng quân đúng là nơi có thể tấn công cũng có thể phòng thủ. Tuy rằng Indo không có gì để uy hiếp lực lượng Lạc Nguyệt, nhưng cẩn thận sẽ không gây sai lầm lớn. Hơn nữa Lạc Nguyệt vốn chính là lực lượng hải quân tối cao. Diệp Mặc đi vào nơi Lạc Nguyệt từng đóng quân trên đảo Bali, vẫn như cũ có chút bùi ngùi. Tuy rằng quân đội Lạc Nguyệt không có dừng trên đảo Bali lâu, nhưng gần chỗ này có một ít phương tiện du lịch, một ít kiến trúc xây dựng bị quân đội Lạc Nguyệt phá hủy. Gần nơi Lạc Nguyệt đóng quân là một cái mảnh đất bằng phẳng. Đối với thế này Diệp Mặc cũng có thể lý giải. Gần nơi đóng quân sao có thể để cho phép một cái lực lượng lớn kiến trúc nhà cửa. Hồi đó lúc trước khi bọn khỉ Indo giết hại người Hoa, so với sự phá hoại này còn ác liệt không biết bao lần. Đối với cái này Diệp Mặc không chút thông cảm, ít nhất là quân đội Lạc Nguyệt không có xuống tay với người dân. Quân đội Lạc Nguyệt tấn công chiếm đảo Bali thì rằng chỉ là có khoảng 10.000 người, nhưng căn cứ đóng quân rất lớn, thần thức của hắn căn bản nhìn không hết. Lúc này Diệp Mặc thấy lương địch mang theo một số người lần lượt rời khỏi chỗ cư trú lên một con thuyền quân hạm gần bến tàu. Diệp Mặc không cần tới chào hỏi, hắn chỉ nhìn đã biết đám lương địch không có thu hoạch được gì, để bọn họ sớm rời đây là chuyện tốt. Bằng không chỉ cần quân đội Lạc Nguyệt còn trên đảo Bali thì lời đàm tiếu càng nhiều. Lúc này Lạc Nguyệt đã chiếm được cái mình mong muốn nhất. Nếu mà không thấy tốt thu về rất có thể là xảy ra tác dụng phụ. Đợi đám người lương địch sau khi rời khỏi, Diệp Mặc bắt đầu chú ý căn cứ đóng quân. Tiến vào căn cứ có hai con đường, một là đi lên từ eo biển Bali. Eo biển Bali có bến tàu mà Lạc Nguyệt mới xây dựng tạm thời, là nơi mà Lạc Nguyệt tiến quân và rút quân. Còn có một cái con đường chính là đường bộ Lạc Nguyệt tiến quân chiếm lĩnh đảo Bali, từ nơi ấy có thể trực tiếp tấn công. Diệp Mặc chú ý một chút phía trước tuyến tiến công đường bộ. Đại bộ phận cảnh quan du lịch đều bị quân đội Lạc Nguyệt phá hủy, có một cái con đường do xe tiếp giáp và xe tăng tạo lên. Nhìn con đường đó Diệp Mặc có chút nghi ngờ, nằm cách du lịch kia sao có thể tiến vào căn cứ đóng quân Lạc Nguyệt, thậm chí bị người ta chụp ảnh. Phải biết rằng tới eo biển Bali tiến vào căn cứ đóng quân là không thể, như vậy khả năng duy nhất chính là dùng xe tăng và xe thiết giáp quân đội Lạc Nguyệt tạo con đường. Mà con đường kia không có khả năng, không cần nói tới 5 người, ngay cả một con chó tiến vào từ con đường này cũng bị người ta nhìn qua trọng gác thấy. Diệp Mặc đi đến cửa lớn căn cứ đóng quân, đứng ở cạnh cửa rừng lúc lâu. Cửa lớn trước mặt đường trống trải không nói, hai bên đường vô cùng trống trải không vật cản tầm nhìn. Ở phía xa toàn bộ răng lưới thép dày
ngăn chặn. Đây là một cách quân doanh nằm thời đơn giản. Diệp Bạch dùng thần thức cẩn thận tìm tòi hai bên lưới rất rất nhanh phát hiện ra một điểm bất thường. Hắn đi đến phía trước một sợi dây thép lưới, cách đó không xa dây thép lưới. Chỗ này tuy rằng không có bất kỳ sự khác nhau với cái bên cạnh, nhưng có dấu vết của cát sen rõ ràng chứ có điều nào. Sau đó lại dùng dây thép xoắn lại. Hơn nữa chỗ này cách cửa lớn không xa, thậm chí còn có một góc chết. Diệp Bạch thầm than, Lạc Nguyệt dù có là đi đầu thế giới lợi dụng mấy cái thứ này, chiến lực Lạc Nguyệt cũng là bay lên rất nhanh, nhưng so với các cường quốc quân sự thế giới có điểm khác lớn. Nếu như quân đội nước Mỹ hoặc Anh quốc, bọn họ tuyệt đối không thể để cho người khác cắt đứt dây thép lưới mà tiến vào ngay trước mắt mình. Cho dù là Lụy Ứng cũng không thể làm được loại chuyện này. Diệp Mặc mới định mở ra chỗ dây thép lưới, sau đó dọc theo chỗ này điều tra xa xa liền truyền tới thanh âm ô tô. Quân đội Lạc Nguyệt bỏ chạy rồi, hiện tại hẳn là quân đội Indo tới. Sau khi quân đội Indo tới, không ngờ là đem cắt toàn bộ lưới sắt bốn bề, sau đó rất nhanh vứt lên một chiếc xe bíp chở đi. Quả là như vậy, nếu như mình đến muộn một chút, điểm sơ hở đấy căn bản là không nhìn ra. Hiện tại đối phương hiển nhiên là tới tiêu hủy chứng cứ. Chỉ phái tìm được có người lộ diện liền là dễ làm. Diệp Mặc không lập tức theo dõi cái tên dẫn đầu quân đội Indo này, mà làm ra dấu hiệu thần thức trên người y, tiếp tục xem xét khu vực xung quanh. Hắn tin tưởng âm mưu này không phải do Indo làm. Nếu Indo dưới tình huống rất đầu mẻ, chán có thể bình tĩnh nghĩ được cái cách hãm hại Lạc Nguyệt, Indo cũng là không thua thảm thế vậy. Diệp Mặc dọc theo chỗ đoạn dây thép lưới cắt đi ra ngoài rất chậm, đồng thời thần thức xâm nhập dưới đất, vùng đất xung quanh nhìn không sót một cái gì có thể thấy được. Nơi đây đều là quân đội Lạc Nguyệt làm cho trống rỗng, cho nên ngoại trừ dưới đất ra không có thể có chỗ nào ẩn thân. Diệp Mặc rất nhanh dừng đi mấy trăm mét không có phát hiện bất cứ cái gì. Tên dẫn đầu đội bị hắn làm thần thức cũng dừng, chứng tỏ y đã đến nơi muốn tới. Diệp Mặc quyết định đi xem người đứng sau lưng tên này là ai. Lá hay bảo y lấy toàn bộ dây thép lưới. Sau khi những cái người này đem cắt toàn bộ dây thép lưới cũng không có đi ra xa, Diệp Mặc rất nhanh tìm được một cái chỗ người này dừng. Nhưng sau khi hắn thấy cái tên dẫn đội kia, hiểu được vì sao bọn họ là dừng lại. Tên dẫn đội kia mới vừa rồi còn là chỉ huy đoạn cắt dây thép, lúc này đã bỏ mình. Ánh mắt Diệp Mặc lập tức hiểu y là bị một con rắn độc cắn chết, hơn nữa là loại rắn rất độc. Chết thật khéo, Diệp Mặc lòng thầm than, đối phương nếu đã để tên này chết đã nói nên hắn nắm chắc người khác không tra rắn. Nếu không phải là mình đi tới nơi đây, như vậy cái này căn bản giống như là chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối là không có khả năng có người nhớ tới cái tên dẫn đội này bị người ta ám sát. Cho dù manh mối bị chặt đứt, Diệp Mặc cũng phải tìm một người hỏi chuyện. Đang lúc hắn muốn tìm người hỏi chuyện thì di động bắt đầu rung. Người gọi điện tới là Hư Nguyệt Hoa, ca trực phụ trách chạm gác ngày đó, trừ hai cái thi thể bị phát hiện, toàn bộ người còn lại là mất tích. Kỳ thực sau khi Hoàng Ức Niên rời khỏi đảo Bali nhận được tin tức, sau đó y lập tức bắt đầu tra, kết quả thực sự có quan hệ tới ca trực chạm gác kia. Trước điều quân đội Lạc Nguyệt này thì chiếm lĩnh Bali cũng chết một số người, cho nên Hoàng Ức Niên không nghĩ đến điểm này trước. Lập tức đem hoàn cảnh và thiết bị của căn cứ đóng quân gửi cho tôi, bản đồ phải tường tận một chút, Diệp Mặc lập tức nói. Phản ứng rất nhanh, hắn tin tưởng nếu như 5 người kia bị mất tích ở căn cứ, nói nên cái trụ sở này có vấn đề. Căn cứ có vấn đề nhất định là dưới mặt đất, không thể nào là vấn đề trên mặt đất. Hư Nguyệt Hoa phản ứng nhanh, không bao lâu sau Diệp Mặc nhận được bản đồ căn cứ Hư Nguyệt Hoa gửi tới. Nhìn bản đồ, Diệp Mặc mới biết được nơi đây hóa ra là một cái phố buôn bán gần sân bay. Diệp Mặc lập tức tìm địa chỉ cũ của phố buôn bán. Tuy rằng hiện tại bị chôn nấp, nhưng mà thần thức Diệp Mặc có thể xuyên tấu ngầm hơn 10 thước không có vấn đề. Hắn tin tưởng cho dù là tầng hầm ngầm 10 mấy thước tuyệt đối có thể phát hiện. Diệp Mặc đi lại khu phố buôn bán, cuối cùng không phát hiện ra nghi ngờ gì. Hắn thất vọng trở lại một lần nữa, vẫn không phát hiện. Tuy rằng Diệp Mặc tin tưởng khẳng định có tầng hầm, bởi vì sau khi 5 người tiến vào căn cứ không có khả năng vô quyền vô duyên vô cớ biến mất. Trừ khi bọn họ tiến xuống dưới lòng đất, nói cách khác ở căn cứ quân sự 100% bị phát hiện. 100% bị phát hiện, nghĩ tới đây lập tức là trở về cửa chính. Sau khi Hoàng Ước Niên rút quân mới biết được tin tức 5 người kia, còn là thông qua người khác ở trên mạng chuyển báo mới biết, đã nói nên 5 người này khẳng định không có xâm nhập căn cứ đóng quân. Nếu bọn họ xâm nhập căn cứ đóng quân, Hoàng Ước Niên còn không biết anh ta quả quá kém. Xe Mặc đi tới chạm gác tại cửa lớn, nơi này hóa ra là tiệm cà phê sau khi Lạc Nguyệt chiếm lĩnh, đem nơi này biến thành chạm gác. Xe Mặc dùng thần thức từ nơi này đi xuống, quả nhiên lập tức phát hiện một cái tầng hầm. Lúc này Diệp Mặc hiểu 5 người kia sau khi bị người ta đưa tới đây, tiến vào trạm gác đã biến mất từ đây. Hắn cảm giác đối thủ lần này lợi hại, thậm chí còn đi trước Lạc Nguyệt.
Tuy rằng Diệp Mặc không tin đối phương sẽ biết Lạc Việt tiến công đảo Bali, nhưng bố trí này của đối phương nếu như nói là sau khi Lạc Việt tấn công đảo Bali mới là gấp gáp tiến hành, bất kể thế nào Diệp Mặc không tin. Tên chạm gác mất tích kia cũng không phải lội ứng thì cũng bị giết. Diệp Mặc không có ví nhiều khí lực, đã đem đất phía ngoài đào xong kéo ra tấm thép lớn, một cái mùi biển đập vào mặt. Nhưng sau khi mùi đó tiêu tan dường như không có gì, Diệp Mặc thần thức đưa ra ngoài, phía dưới nằm cái phòng cất trữ. Bên trong phòng là chứa một ít hạt cà và một ít đồ dùng ra giường như không có gì. Nhưng Diệp Mặc biết rằng nếu năm người biến mất ở đây, trong này khẳng định có cơ quan. Diệp Mặc không chút do dự đem bụi đất tấm thép trên đầu phục hồi như cũ, lúc này mới đi vào phòng cất trữ. Nếu như người ngoài vào xem phòng cất trữ này không có cái gì kỳ quái, cho dù là bỏ sơ công sức đi tìm cũng không nhất định tìm được chỗ bất thường, bởi vì đều nằm ít vật dụng hàng ngày của tiệm cà phê, một ít tài liệu dụng cụ. Nền đất trong phòng cất trữ toàn bộ là lát đá cẩm thạch, không có gì khác nhau. Hơn nữa là phía dưới đá cẩm thạch toàn bộ là bùn đất, cho dù là đào bới cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng Diệp Mặc thông qua thần thức lại biết, tới gần cửa đá cẩm thạch dưới mặt đất độ bùn dày độ một thước, dưới cái mặt bùn dày đặc kia là một cái đường ngầm. Đường ngầm rất bí ẩn, hơn nữa là cửa ra không làm cho người ta hoài nghi, thậm chí lối vào trên đường ngầm vẫn là bùn đất sống xung quanh. Nhưng dưới thần thức Diệp Mặc không thể giấu kín, vị trí đường ngầm rất dễ tìm. Nhưng mà Diệp Mặc vì tìm chốt mở đường ngầm lại ước chừng hao phí nửa giờ sau, Diệp Mặc kéo chốt phỏng cháy, tiếng vang truyền tới, một cái đường ngầm sâu kín hiện trước mắt, đồng thời một cái luồng không khí mang theo mùi gió biển đập vào mặt. Chương 657, cứu người. Địa đạo rất dễ tìm, nhưng mà Diệp Mặc tìm chất mở địa đạo lại phải tìm nửa giờ. Sau đó thì dính kéo chốt phòng cháy. Một tiếng động truyền đến, địa đạo sâu đen xuất hiện trước mặt, đồng thời là mang theo mùi biển đập vào. Thảo nào vừa nãy khi bước vào phòng lưu trữ người tới mùi biển, sau đó mùi vị này lại dần mất. Khi địa đạo này mở ra, mùi biển xông tới, một khi đóng cửa lại mùi biển không còn. Với thần thức Diệp Mặc, hắn không có cách nào thấy được đầu bên kia. Nhưng điều này không có ảnh hưởng gì, sau khi hắn tiến vào địa đạo lập tức nhanh chóng đi về phía trước, đồng thời thần thức hắn quan sát hai bên địa đạo. Rất nhanh Diệp Mặc biết địa đạo này tuyệt đối không phải mới đào được trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất địa đạo này được đào mấy tháng. Từ mấy tháng trước, ai đã đào địa đạo này, họ muốn làm gì? Chẳng lẽ những người này biết Lạc Quyệt muốn thành lập quân xanh ở đây cố ý đào trước địa đạo? Điều này là tuyệt không có khả năng. Độ dốc của địa đạo này càng xuống càng nghiền, cuối cùng thậm chí có vệt nước chảy ra. Đó không phải là nước ngọt mà là nước biển. Khi đến đây, Diệp Mặc biết địa đạo này thông với biển. Diệp Mặc đứng tại chỗ nước rỉ ra, phát hiện ra địa đạo dưới chân giường như có chút khác lạ. Cửa vào rất kỳ quái. Hắn vừa nghĩ tới, từ cửa có hai gã đàn ông đi ra, bọn họ đều là người da đen. Chính xác nói hai người này không phải đi lên mà là bỏ lên. Diệp Mặc lập tức tránh một bên. Sau khi hai người này ra khỏi cổng vào, rất nhanh chạy dọc theo đường Diệp Mặc tới, giống như bỏ lại cái gì. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra không ngờ lối vào này vẫn nghiêng xuống phía dưới, chỉ có điều mấy trăm mét lại có một cái lối đi mở rộng. Cuối cùng thần thức Diệp Mặc tìm thấy một cái chiếc tàu hầm, tàu ngầm hạt nhân. Tuy lúc này cửa chiếc tàu ngầm hạt nhân đang đóng, không ngờ có một chiếc tàu ngầm hạt nhân dưới đảo Bali, hơn nữa là lừa được Sara của Lạc Nguyệt. Lòng Diệp Mặc lập tức vàng tiếng chuông cảnh báo. Tuy rằng không thể nói Sara Lạc Nguyệt tiên tiến nhất thế giới, nhưng mà một chiếc tàu ngầm hạt nhân lừa được Sara Lạc Nguyệt quả thực là thái quá. Nếu đối phương bỗng nhiên đánh nén thì phải sao? Có phải là tàu ngầm hạt nhân này của Mỹ không? Diệp Mặc bắt đầu nghi ngờ, nếu nước Mỹ mà tránh né được loại radar kỹ thuật quét tốt như vậy, sao lần trước công kích Lạc Nguyệt có thể toàn quân bị duyệt? Chuyện như vậy nhất định phải nói cho Diệp Tinh biết, chỉ có Diệp Tinh mới có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nó đi rất rõ ràng là một lối đi do người tạo ra, cũng giống địa đạo, mục đích là dẫn người ta vào tàu ngầm hạt nhân, sau đó đám người là tiến vào tàu ngầm hạt nhân. Lối đi này có thể tự động co lại, thiết kế tinh vi, người có thể đưa ý tưởng này về lối đi không thể thua kém so với Diệp Tinh. Nếu tàu ngầm hạt nhân ở đây, vậy năm du khách bị bắt cóc khẳng định ở đây. Ý tưởng đầu tiên của Diệp Mặc chính là đi tới tàu ngầm hạt nhân cứu người. Dù sao hiện tại Lạc Nguyệt gặp nguy hiểm, nếu không cứu người xa như vậy là rất có thể bùng nổ chiến tranh. Nước Mỹ không có khả năng buông tha cơ hội này. Nhưng Diệp Mặc lại ngừng bước. Hai gã người da đen không đến phòng lưu trữ phía mặt đất mà là dừng ở giữa đường. Một gã da đen trong đó ấn một cái nút trên thiết bị điều khiển trong tay. Trên cái vách đá trong địa đạo vốn không có hề khác lạ xuất hiện một lối đi khác.
cách lối đi không xa là căn phòng. Lòng Diệp Mặc mắng to, những người này thực quá cẩn thận, nếu không phải hắn đúng lúc có thuật ẩn thân căn bản không có khả năng phát hiện mấy thứ này. Cho dù phát hiện, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp cứng rắn phá hỏng, không có điều khiển từ xa. Trong gian phòng kia ngoại trừ hai người da đen mới tiến vào bên này là 5 người, gồm 2 nam 3 nữ. Lòng Diệp Mặc hiểu, 5 người này hẳn là 5 du khách Hương Nguyệt Hoa nói. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không có tiếp tục ý tưởng xuống tàu ngầm. Cứu người trước mới nói sau, nhưng tàu ngầm này rất quan trọng. Hắn rất có thể thông qua tàu ngầm này tìm được đáp án mình cần, cho nên Diệp Mặc không có ý định kinh động bất cứ kẻ nào trên tàu ngầm hạt nhân. Hắn muốn lợi dụng tàu ngầm này. Sau khi mấy cái dấu hiệu thần thức trên lối đi mở rộng tàu ngầm, Diệp Mặc nhanh chóng theo hai gã da đen tiến vào phòng giam giữ năm du khách. Sau khi Diệp Mặc tiến vào, hai gã da đen nói vài câu với năm người, sau đó ba người trong đó bắt đầu khuyên bảo hai mẹ con. Còn lại lát sau không ngờ năm người bắt đầu cãi, dường như là ý kiến không hợp. Diệp Mặc cảm giác chuyện này không tầm thường, hắn lấy camera bắt đầu quay phim. Lại một lúc lâu sau, hai gã da đen đi ra ngoài trước nhưng lại không đóng cửa. Năm người bên trong cãi vã càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng có một người đàn ông trong đó tiến trước mặt mẹ hai mẹ con tát người phụ nữ lớn tuổi. Sau khi người này đánh xong, lập tức nói vài câu với một đôi nam nữ khác. Không ngờ sau đó ba người này liền rời khỏi phòng. Cuối cùng bọn họ còn đóng cửa phòng. Sau đó chỗ này chỉ còn hai mẹ con người anh. Kỳ thực nói hai người này là mẹ con không bằng hai chị em, bởi nhìn thoạt bề ngoài hai người chả kém nhau là mấy. Hai người là tóc vàng, có thể là bởi vì luôn đi trong địa đạo cho nên quần áo hai người nhỏ nát. Hơn nữa phía trên cũng loang lổ vết bụi, thoạt nhìn hai người này là chịu chút đau khổ. Diệp Mặc lắc đầu, hắn đã quyết tâm sau có thời gian nhất định phải học thêm ngoại ngữ. Dù sao nữa, học tập ngoại ngữ đối với hắn mà nói là chuyện rất đơn giản, không cần phải mỗi lần nghe đều là không hiểu người ta nói gì. Sau khi nhìn thấy năm người rời đi, trực tiếp đi tới lối đi mở rộng trên tàu ngầm, Diệp Mặc mới thu hồi thần thức, mở cửa đi vào, không ngăn cản năm người rời khỏi. Hiện tại là hắn không muốn động tới họ. Qua cách nói chuyện của năm người, Diệp Mặc có thể thấy ba người ở cùng với hai mẹ con trong gian phòng dường như là cùng một phe với hai gã da đen, hoặc là bọn họ bị hai gã da đen khuyên bảo đồng ý điều gì. Hơn nữa cho dù bọn họ không phải cùng phe, Diệp Mặc cũng không có nhất định phải đưa toàn bộ đi. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần cứu hai mẹ con này là được, bởi vì cứu được hai mẹ con, chuyện này khẳng định có thể giải quyết hòa bình. Chỉ cần Lạc Nguyệt vượt qua mối nguy hiểm trước mắt, hắn có thể chuyên tâm đối phó với chiếc tàu ngầm hạt nhân. Hai mẹ con thấy Diệp Mặc đi vào lập tức nghi hoặc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Các cô không biết vì sao những người kia đi rồi lại lập tức người khác tiến vào. Diệp Mặc thấy hai người nghi hoặc, không thể làm gì khác là nói: tôi tới cứu các người không hiểu lời tôi không sao, nhưng tôi có thể mang các người cùng đi. Anh là người Hoa? Cô gái trẻ tuổi bỗng dùng tiếng Trung hỏi một câu, tuy rằng cô ta nói tiếng Trung không chuẩn nhưng miễn cưỡng nghe hiểu ý. Diệp Mặc mừng rỡ lập tức nói: tôi là từ Lạc Nguyệt tới, bởi vì có hai mẹ con người anh bị bắt cóc, người khác đều tưởng rằng do Lạc Nguyệt chúng tôi làm, cho nên tôi muốn cứu các cô ra. Tôi muốn biết hai mẹ con đó có phải các cô không? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi tên Annie, còn đây là mẹ tôi, Oren. Chúng tôi bị người ta lừa tới đây, tôi cũng biết những người đó. Lúc đầu Annie giới thiệu rất nửu nắc, nhưng sau khi nói đến đoạn sau không biết nên biểu đạt thế nào. Diệp Mặc biết nơi đây không phải lời nói chuyện, chỉ cần biết đúng là hai người đó là được. Hắn gật đầu. Vậy hai người nhanh theo tôi, chờ ra khỏi nơi này, hai người nói lại tình hình cho tôi biết. Diệp Mặc muốn đưa hai mẹ con đi, sau đó theo dõi tàu ngầm hạt nhân. Về phần cái chuyện hai mẹ con muốn nói, hoàn toàn có thể giao cho Hương Nguyệt Hoa. Tuy rằng Diệp Mặc nán lại bên trong này không tốn bao thời gian, nhưng khi Diệp Mặc vừa dẫn theo hai người ra, còn chưa được bao xa lối đi là xuất hiện hai người. Sau khi thần thức Diệp Mặc chú ý tới có người đi tới, hắn bất chấp Annie và Oren đồng ý không, đưa tay kẹp mỗi bên một người, nhanh chóng tiến thẳng về hướng phòng lưu trữ. Annie theo bản năng muốn hét chói tai, nhưng lại không cách nào phát ra tiếng. Đúng lúc cô sợ hãi, Diệp Mặc nói: hai người không cần lo lắng, bởi vì hai người đi quá chậm cho nên tôi muốn đưa các cô đi nhanh một chút. Lúc này Annie đã hiểu, cô có chút ngượng ngùng: rất xin lỗi, anh tên là gì? Lúc này Diệp Mặc sao có tâm tình nói chuyện phía với cô ta. Tâm tư hắn không đặt ở hai người phụ nữ này, tâm tư hắn đặt trên chiếc tàu ngầm. Để tiếp tục theo dõi chiếc tàu ngầm kia, hắn nhất định phải đưa hai mẹ con này đi trước, để không bị người trên tàu ngầm nghi ngờ. Đợi lần nữa, hắn còn phải khiến cho tình hình hai người chạy trốn tới phòng lưu trữ có vẻ thật một chút. Với tốc độ cờ, Diệp Mặc tới phòng lưu trữ không tốn bao thời gian. Khi Diệp Mặc để hai người xuống, Oren bỗng như nhéo nhéo cánh tay Diệp Mặc, có một cái câu gì ôm Diệp Mặc hôn một cái. Annie thấy động tác của mẹ bỗng cười khúc khích, cũng ôm Diệp Mặc hôn một cái nói: anh thật cường tráng. Mẹ tôi nói anh còn chưa nói cho chúng tôi biết tên anh. Tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc nói xong vội vàng kéo hai người đến phía trên. Diệp Mặc từng gặp rất nhiều người có ngực đầy đặn như Oren, nhưng chính vì vậy khi mà cô ôm Diệp Mặc lại không có cảm giác gì.
Một là vì hắn căn bản không thích phụ nữ nước ngoài, thứ hai là lòng hắn chỉ có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Thích Diệp Mặc cũng không phải là đồ ngốc. Vừa rồi khi Oren ôm lấy hắn, có chút động tác cọ sát khiêu khích khiến Diệp Mặc biết dường như người phụ nữ này có mục đích khác. Thế Oren lại muốn nói gì, Diệp Mặc vội nói: "Chúng ta nhanh rời đây, người phía sau đang đuổi tới." Thật ra Diệp Mặc nói lời này không phải là sai. Hai người phát hiện Annie và mẹ cô ta chạy trốn khẳng định đuổi theo. Bởi vì liên quan tới Oren, Diệp Mặc không có tiếp tục mang hai người đi nữa, cho nên động tác của ba người trở nên chậm hơn. Khi Diệp Mặc đẩy cái tấm sắt lên, bên trong phòng lưu lại tiếng phát, tiếng động trầm đục. Diệp Mặc lập tức hiểu có người đuổi theo, nhưng hắn không ngờ tốc độ của bọn họ nhanh tới vậy.